Anh chị bị rớt mạng quá ha, thì chúng ta cố gắng thôi khắc phục cái sự cố này để chúng ta theo dõi bài được tốt hơn. Chương số 2. Bài này chúng ta sẽ học về cách làm ra một dung dịch thuốc, và để làm dung dịch thì hai thao tác chắc chắn phải có. Thứ nhất là hòa tan và thứ hai là lọc. Vậy thì trước hết cô sẽ hướng dẫn các anh chị về thao tác hòa tan nha. Hòa tan mới xem ra thì có vẻ như là một thao tác đơn giản. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải xem coi khái niệm hòa tan là gì và gồm những thành phần nào, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình hòa tan, và chúng ta có thể tăng tốc độ hòa tan bằng những phương pháp gì. Rồi mình xem khái niệm trước nha. Hòa tan là quá trình phân tán đến mức phân tử hoặc mức ion của chất tan trong dung môi. Kết quả mình thu được hỗn hợp một tướng ở dạng lỏng duy nhất và đồng nhất, được gọi là dung dịch. Để thực hiện được quá trình hòa tan thì thứ nhất chúng ta sẽ phải cần chất tan, và thứ hai là phải có dung môi. Bắt buộc phải có ít nhất là hai thành phần này thì quá trình hòa tan mới có thể xảy ra được. Ví dụ như bình thường các anh chị cũng có thể tiến hành hòa tan. Ví dụ kinh điển nhất là hàng ngày chúng ta nấu ăn thì mình có hòa tan muối với lại nước. Chúng ta có một cốc nước và một muỗng muối. Nước ở trạng thái lỏng và muối là ở trạng thái rắn. Sau khi chúng ta múc một muỗng muối cho vào cốc nước này, chúng ta khuấy lên thì mình quan sát không thấy những cái hạt muối ban đầu nữa. Và chúng ta nếu như có người hỏi là tại sao mình không thấy những hạt muối nữa thì các anh chị có thể trả lời à, tại nó tan rồi. Vậy thì bản chất của quá trình hòa tan là gì và tại sao ban đầu tôi thấy muối lúc sau tôi không thấy nữa, thì các anh chị có thể xem lại phần khái niệm. Sở dĩ chúng ta không thấy được những hạt muối nữa tại vì tinh thể muối ban đầu là gồm rất là nhiều phân tử muối ha. Công thức hóa học của muối là natri clorit, NaCl. Rồi, cái tinh thể này người ta ký hiệu nè, có nhiều nhiều phân tử, một phân tử là một phần Na cộng là gắn với một phần Cl trừ ha. Nhiều phân tử kết lại với nhau thành một tinh thể, cho nên kích thước nó đủ lớn để mắt chúng ta nhìn vào thấy được. Bây giờ các anh chị cho tinh thể này vào trong nước thì các phân tử nước sẽ tách rời từng từng phân tử ra, và thậm chí là nó tách rời từng ion trong phân tử này luôn. Và dĩ nhiên mắt của mình thì không thể nào mà nhìn thấy được tới kích thước của một cái ion. Đó chính là lý do tại sao các anh chị nhìn vào trong hình số 2 thì các anh chị không có nhìn ra sự tồn tại của muối trong cái cốc này nữa ha. Vì quá trình hòa tan là quá trình phân tán của chất tan trong dung môi, và chất tan được phân tán đến mức phân tử. Đối với những chất không phân ly thì nó phân tán là đến mức phân tử ha. Còn đối với những chất mà có phân ly thành ion thì hòa tan là quá trình phân ly ra đến mức ion của chất tan trong dung môi, và kết quả chúng ta thu được hỗn hợp một tướng lỏng. Thì các anh chị có thể nhìn thấy hình số 2 của mình nè. Các anh chị nhìn thấy cái hình là số 2 của mình đó. Một tướng lỏng với là một chất lỏng duy nhất từ trên xuống dưới. Rồi duy nhất là như vậy ha, ban đầu là hai rắn với lỏng, sau còn một cái lỏng thì gọi là duy nhất. Ý đồng nhất có nghĩa là nồng độ của dung dịch tại mọi vị trí trong cái cốc này đều là như nhau. Không có chỗ nào bị mặn hơn, không có chỗ nào bị nhạt hơn, nó giống nhau hết. Và trong ví dụ chúng ta vừa xem đó, muối được gọi là chất tan tại vì nó bị phân tán, nó bị xé nhỏ ra. Và muối đang ở trạng thái rắn, còn nước là môi trường phân tán hay còn gọi là dung môi. Và dung môi nước đang ở trạng thái lỏng, nó là một chất lỏng. Ngoài ra trong một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng hỗn hợp cồn nước, hỗn hợp glycerin nước, hoặc là chúng ta sử dụng dung môi là dầu. Vậy nói chung môi trường phân tán thì thường là chất lỏng hoặc là hỗn hợp nhiều chất lỏng đồng tan với nhau ha các anh chị. Còn trong ví dụ hồi nãy thì chất tan của mình là ở trạng thái rắn. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp chất tan ở trạng thái lỏng. Ví dụ như khi các anh chị cho cồn vào trong nước, hoặc là khi các anh chị nấu ăn, các anh chị cho giấm vào trong nước thì chúng ta đều thấy xảy ra tình trạng hòa tan, đều thấy xảy ra hiện tượng hòa tan này. Nhưng chất tan bây giờ nó lại là một chất lỏng. Và trong nhiều trường hợp chất tan cũng có thể là chất khí, ví dụ như ở trong nước cũng có khí hòa tan ở trong đấy. Trong nước phải có oxy hòa tan thì những cái sinh vật sống ở trong nước nó mới có thể hô hấp, nó mới có thể thở được.
Anh chị nào ở nhà mà có nuôi cá thì mình cũng sục oxy cho hồ cá, ta thấy rất là rõ ràng ha. Đó. Vậy thì tóm lại để thực hiện quá trình hòa tan, các anh chị sẽ cần chất tan và cần dung môi. Rồi, phân tán đến mức phân tử hoặc mức ion của chất tan trong dung môi thì thu được dung dịch, kết quả của quá trình hòa tan. Rồi, khái niệm tiếp theo. Dung dịch như chúng ta vừa mới nói thì nó là một sản phẩm của quá trình hòa tan. Đây là hỗn hợp đồng nhất về mặt lý hóa của hai hay nhiều thành phần, ít nhất là hai thành phần chất tan và dung môi. À, có thể là một dung môi mà hòa tan nhiều chất tan, ví dụ cái cốc nước hồi nãy ngoài việc hòa tan muối ra chúng ta vẫn có thể hòa tan thêm đường được, đúng không? Đó. Như vậy thì dung dịch sẽ là hỗn hợp của ít nhất là hai chất hoặc là nhiều hơn hai chất. Và kết quả chúng ta thu được một hệ phân tán ở mức độ phân tử. Hệ phân tán ở mức độ phân tử là sao? Nghĩa là nó xé nhỏ cái chất tan ban đầu ra nè và nó trộn lẫn với các phân tử nước ở xung quanh như vậy, chia ra đến mức phân tử hoặc đến mức ion luôn. Và vì phân chia ra đến mức phân tử hoặc ion cho nên nó trong suốt ha các anh chị nhớ dung dịch là trong suốt, chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta sẽ không thấy được những cái hạt này. Vậy tại sao chúng ta không thấy? Thì các anh chị có thể nhìn vào cái bảng ở bên dưới. Ở đây người ta chia ra ba kiểu cấu trúc. Hình số 1 là dung dịch thật nè, hình số 2 là dung dịch keo hay còn gọi là dung dịch giả nè, và hình số 3 là ở chương 6, tới chương 6 chúng ta mới học sang hình số 3. Đó là hỗn dịch hoặc là nhũ tương trong hệ dị thể. Còn bài ngày hôm nay thì chúng ta đề cập đến hai khái niệm là dung dịch thật và dung dịch giả. Và hai loại này mà nếu như so với hỗn dịch đó, thì nó khác nhau về cái gì? Các anh chị quan sát ba hình ha. Thành phần của chúng ta đều có một chất màu trắng và một chất màu xanh. Tuy nhiên nó khác nhau về cái gì? Nó khác nhau về kích thước của cái chất màu trắng ở phía trong. Và ở đây người ta chia ra là nếu như kích thước tiểu phân bé hơn 10 mũ trừ 7 cm, 10 mũ trừ 7 cm này các anh chị có thể ghi chú vô, nó chính là một nanomet đó các anh chị, một nanomet ha. Rồi bên này 10 mũ trừ 5 cm nó nghĩa là 100 nanomet. À, nếu như mà mình ghi theo cái số liệu mới này thì nó sẽ phù hợp với cái bảng phân loại của mình ở chương số 6 hơn. Đây là 100 nanomet ha, còn đây là 1 nanomet. Còn nanomet là kích thước như thế nào? Thì nếu như các anh chị có một cái cây thước đo độ dài, chúng ta có một cái vạch nhỏ nhất trên đó chúng ta gọi là một ly hay là 1 mm, thì mình lấy 1 mm đó chúng ta chia ra 1 triệu lần thì các anh chị sẽ được kích thước của 1 nanomet. Và trong cái hình của mình á, hình số 1 á, kích thước của chất tan nó được phân ly ra đến mức phân tử hoặc là ion, thì những phân tử những ion này kích thước của nó sẽ dưới 1 nanomet. Bây giờ các anh chị hình dung đi, 1 phần triệu của 1 mm thì mắt thường làm sao mà nhìn được, đúng không? Chính vì vậy các anh chị nhìn vô dung dịch nãy là nó trong suốt dưới mắt của chúng ta. Còn đó là trường hợp thứ nhất ha, chất tan được phân tán đến mức phân tử nhỏ hoặc đến mức ion thì được gọi là dung dịch thật, cái ký hiệu bên dưới là true solution nè, là dung dịch thật á. Còn nếu như cũng phân tán ra đến mức phân tử nhưng phân tử đó là một phân tử lớn, một hợp chất cao phân tử, thì chất cao phân tử là sao? Trước đây các anh chị học hóa hữu cơ chúng ta có nói đến những cái chất polymer được thu được từ kết quả của những cái phản ứng trùng hợp từ những đơn phân đó, thì so với một phân tử bình thường. Trúc có gì không chị Trúc? Chị Thanh Trúc ơi, có gì không vậy chị? Dạ không cô ơi, em À, đang làm. so với một phân tử bình thường ha, thì những cái chất cao phân tử này kích thước của nó to hơn hẳn, và một số phân tử nếu như kích thước của nó to trên 1 nanomet thì dung dịch mà các anh chị thu được sẽ gọi là dung dịch giả, hoặc là chúng ta có thể dùng nó với một cái tên khác là dung dịch keo. Đây, dung dịch keo ha, dung dịch nè, keo nè. Và trong bài này lát nữa cô cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái cấu trúc gọi là cấu trúc micel. Để micel là cái gì thì bây giờ qua cái định nghĩa về dung dịch keo này mình cũng có thể sơ sơ mình hình dung ra, à là chất cũng phân tán ra đến mức phân tử à, nhưng mà nó ở một cái kích thước làm sao lớn ha. Phân biệt dung dịch thật với lại dung dịch keo chỗ này giùm cô nha. Và để thể hiện về cái khả năng tan của một chất trong dung môi, tại vì có chất chúng ta cho vào dung môi nó tan được, có chất cho vô không tan. Ví dụ như
Cùng dung môi là nước, nhưng mà các anh chị cho muối vô thì nó tan giống như hồi nãy, còn nếu như các anh chị cho bột vào thì nó không tan, đúng không? Vậy thì làm sao để biết khả năng tan của một chất nhất định trong một cái dung môi nhất định nào đấy? Thì người ta có các khái niệm là độ tan và hệ số tan. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu hai khái niệm này ha. Trước hết là độ tan. Độ tan được biểu thị bằng lượng tối thiểu dung môi cần để hòa tan một gam chất ở điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn được hiểu là nhiệt độ 20 độ C và áp suất là 1 atmosphere. Lượng tối thiểu dung môi cần để hòa tan một gam chất. Thì mình hình dung như thế này. Chúng ta lấy một gam chất ra, các anh chị cứ cho từ từ dung môi vô, chúng ta khuấy cho đến khi nằm một gam chất đó nó tan hết, thì mình ghi nhận lại lượng dung môi tối thiểu là lượng dung môi ít nhất mà chúng ta cần sử dụng để hòa tan hết một gam chất đó. Hiểu nôm na độ tan là như vậy ha. Dĩ nhiên trên thực tế cái cách người ta xác định độ tan nó sẽ không phải là như vậy. Các anh chị chỉ cần hiểu, à tôi lấy một gam chất tôi cho từ từ dung môi vô, khi nào à tan hết, ghi nhận là cái lượng dung môi đó thì nó chính là độ tan. Ví dụ như chúng ta nhìn ở bên dưới người ta ghi cái gì? Độ tan của iốt trong nước là 1 phần 3.500. Thì cái chữ số 1 này nè. Số 1 này nó chính là 1 gam của chúng ta ha. Đây 1 gam. 1 gam chất. Chất bây giờ là chất gì? Iốt. Đó, còn 3.500 ở đây là 3.500 cái gì? Rồi. Lượng tối thiểu dung môi cần thiết, dung môi ở đây là dung môi nước đó. Vậy thì chúng ta ráp vô cái khái niệm ở phía trên, chúng ta sẽ đọc lại là gì? Cần tối thiểu, đây tối thiểu ha, lượng, chỗ lượng nè, lượng này cần tối thiểu 3.500 ml dung môi của mình là nước để hòa tan 1 gam iốt. Rồi qua đây mình hiểu cái gì? Tôi có 1 gam iốt, nếu như mình lấy 3.500 ml nước, 3.500 ml nước là nhiều không các anh chị? Là khoảng 3 lít rưỡi để hòa tan 1 gam iốt ha. Đây cũng là một cái chất khó tan đấy, rất khó tan trong nước đấy. Lấy 1 gam iốt ha, mình kết hợp với 3.500 ml nước thì nó vừa đủ để tan hết. Còn nếu như các anh chị sử dụng 3.400 ml nước thôi thì iốt này có tan hết hay không nè? Chúng ta dùng 3.400 ml nước thì có hòa tan hết 1 gam iốt không các anh chị? À không. Còn nếu như mình dùng 3.600 ml nước thì có hòa tan hết 1 gam iốt không? Dạ Đó. có, dạ hả. Rồi, như vậy thì bây giờ cô muốn hỏi mình một câu ha. Vậy trong 3 trường hợp mà cô vừa mới nêu á, theo các anh chị thì trong trường hợp nào mình sẽ thu được nồng độ cao nhất? Suy nghĩ xem. Chúng ta có 1 gam iốt. Rồi trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ cộng với 3.400 ml nước. Và trường hợp số 2 cũng 1 gam iốt đấy cộng với 3.500 ml nước. Và trường hợp số 3 là cộng với 3.600 ml nước. Vậy thì trong 3 trường hợp này, theo các anh chị thì trường hợp nào sẽ thu được nồng độ cao nhất? Dạ 3.500 cô. 3.500. Vậy theo mình thì nếu mình dùng 3.400, nồng độ của nó không cao bằng hay sao? Dạ đúng rồi cô, tại vì nó Cô. tan chưa hết. Mình có thể suy nghĩ thêm về vấn đề này ha. Dạ Nó cô là tan không hết 3.400. 3.400. 3.400 là tan chưa hết. 3.400 là 3.500 là tan vừa. Cũng biết là nó có nồng độ sao? Cao hay thấp nhất các anh chị? 3.600 thì mình sẽ thu được nồng độ cao hay thấp nhất? Thấp Thấp nhất rồi. 3.600 thấp nhất cô, Thấp nhất là cô. Thấp nhất đúng không? À, vậy thì tạm thời mình gọi 3 trường hợp này thu được nồng độ tương ứng là C1, C2, C3 đi ha. C1, C2 và C3. Vậy thì theo các anh chị nãy giờ thì ai cũng công nhận là C3 này là nó làm sao? Thấp nhất đúng không? Thấp nhất.
Còn C1 với C2 thì chúng ta đang phân vân là không biết cái nào là cao hơn. Bây giờ mình trở lại ha. Nếu như 1 gram này các anh chị dùng 3.500 ml, ta thu được C2. Bây giờ mình bớt xuống 3.400, ta thu được C1. Thì C1 này là kết quả chúng ta thu được sau khi các anh chị đã lọc bỏ cái phần chất chưa tan được, đúng không? Hoặc là các anh chị dùng 3.000 ml, 2.000 ml cũng vậy, chúng ta sẽ có một phần đã tan được và một cái phần chất rắn chưa tan được. Chúng ta lọc lấy cái phần đã tan đó, chúng ta xác định nồng độ. Rồi còn phần 3.500 này là vừa tan hết, lọc không có thu được cái gì luôn khi mình lọc lại ở trên giấy, lọc lại trên một cái vật liệu lọc khác. Chứ iốt mình không có lọc trên giấy được ha. Thì chỗ này mình hiểu làm sao đây? C1 là mức tối đa, là nồng độ tối đa mà iốt có thể đạt được trong nước. Và C2 thì nếu như thêm chừng 1 ml nước nữa là C2 cũng sẽ bị giảm xuống, đúng không? Vậy thì C2 cũng là mức tối đa luôn. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là trong trường hợp số 2 này thì mình lọc mình không có thu được cái chất rắn nào nữa. Còn C1 này là các anh chị lọc các anh chị sẽ thu được chất rắn. Nhưng nó giống nhau ở chỗ là cả C1 và C2 này nó đều sao? Nó đều bằng nhau hết nha các anh chị, nó đều là mức tối đa. Dù các anh chị có bớt nước xuống thì C mà chúng ta thu được vẫn là giống nhau, và người ta gọi cái C đó là C bão hòa ha. Nó sẽ là C bão hòa, là nồng độ cao nhất mà chúng ta có thể tạo được với cái chất tan này và cái dung môi đấy. Rồi nhớ cho cô ha. Khi mà mình sử dụng lượng nước ngay độ tan thì nồng độ mà chúng ta thu được sẽ là nồng độ bão hòa. Khi các anh chị tăng lượng nước lên thì nồng độ sẽ bị giảm xuống. Khi các anh chị giảm lượng nước đi thì chúng ta vẫn thu được C bão hòa nhưng chất sẽ không tan hết. Nhớ giùm cô chỗ này ha. Vậy thì các anh chị tính giùm cô coi nồng độ Cô, bão hòa của iốt trong nước là bao nhiêu. Rồi ai thắc mắc gì? cái trường hợp mà 3.400 á, nếu mà nó không tan hết mà nó vẫn còn ấy thì nó vẫn là phải có là quá bão hòa chứ cô. Quá bão hòa thì nó sẽ có cái tình trạng là tủa, và ở đây chúng ta đã lọc để loại cái tủa đó ra rồi. Chị hiểu không? Thì chúng ta thu được dung dịch đó gọi là dung dịch bão hòa. Còn nếu cao hơn bão hòa nó bị tủa thì mới gọi là quá bão hòa. Dạ dạ Đồng ý không chị? dạ dạ đúng rồi, Đúng không? đúng đúng rồi con. Rồi bây giờ các anh chị thử tính cho cô nồng độ bão hòa của iốt trong nước xem nó là mấy phần trăm ha. Vậy mình còn nhớ cách tính nồng độ C phần trăm không? C phần trăm sẽ bằng cái M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. rồi m chất tan nhân m dung dịch nhân 100%, thì đó là cái Nghe công thức chi? chung. Cái công thức chung của chúng ta ha là C phần trăm nó sẽ bằng M của chất tan chia cho M dung dịch, đúng không? Rồi tất cả này nhân với 100% để ra được đơn vị là phần trăm. Tuy nhiên các anh chị lưu ý giùm ha, đối với ngành dược của mình á, khi các anh chị nhắc đến nồng độ phần trăm thì thường á, người ta sẽ tính là nồng độ khối lượng trên thể tích. Nên đa số các trường hợp thì chỗ này sẽ là M chất tan chia cho V dung dịch chứ không phải là M dung dịch. Chỉ trừ những trường hợp ví dụ như là siro dưới này thì chúng ta sẽ tính khác. Còn trường hợp của iốt phía trên, tại sao người ta lại quy về thể tích? Giờ các anh chị hình dung nha. 3.500 ml nước là nặng 3.500 gram đúng không? Rồi cộng với 1 gram iốt thì M dung dịch bây giờ là 3.501 gram. So với cái V dung dịch là 3.500 ml. Thì con số 3.500 và 3.501 á, nếu nó nằm dưới tử số á, thì kết quả chúng ta thu được nó khác nhau không nhiều. Do đó trong ngành dược của mình đa số các trường hợp khi nói về nồng độ phần trăm mà không chú thích gì thêm thì tự chúng ta sẽ hiểu C đó là bằng M chất tan chia cho
V dung dịch ha, xem như là D tỷ trọng của dung dịch là bằng 1. Rồi dựa vào công thức này các anh chị hãy tính xem là nồng độ bão hòa của iốt trong nước là bao nhiêu nè. Chúng ta tính dựa trên độ tan ha các anh chị. Chúng ta có M chất tan bằng mấy? Lấy 1 gam iốt hòa với 3.500 ml nè, cái trường hợp C2 của mình nè. Giờ các anh chị tính C bão hòa theo cái C2 đó đi, coi nó bằng mấy. Chất tan là iốt vậy M chất tan bằng mấy các anh chị? Bằng 1 Rồi, cộng với 5 V dung dịch hiện tại mình thu được là nhiêu? 3.500. 3.500. Rồi chúng ta tính và đọc cho cô đáp số ha. Vậy thì nồng độ bão hòa của iốt trong nước là bao nhiêu? 0,028%. Rồi mình nhớ cái con số này ha, để lát nữa chúng ta sẽ có dịp sử dụng lại. Ví dụ số 2, độ tan của đường saccharose trong nước là 1,05. Nồng độ của đường saccharose trong nước là độ tan của đường saccharose trong nước là 1,05. Có nghĩa là sao? Chúng ta cũng nối với cái khái niệm ở phía trên. 1 này là 1 gam đường và 0,5 đó là 0,5 ml nước. Thì mình nói vô mình trả lời làm sao nè, có nghĩa là cần tối thiểu nhiêu các anh chị, 1 500 ml, cần tối thiểu nhiêu, giải một thích đi. gam 1 gam đường đường saccharose, không không mình nói cái câu giống như của iốt phía trên nè, giải thích cái con số 1,05 này thôi. cần tối thiểu 0,5 ml nước để Để hòa tan 1 gam đường. đúng rồi, cần tối thiểu 0,5 ml nước để hòa tan 1 gam đường. Đó. Như vậy thì đối với trường hợp của đường cũng 1 gam, nhưng lượng nước tối thiểu mà chúng ta cần để hòa tan hết đường nó lại là một con số khác. Đó, các anh chị thấy rõ ha. Như vậy thì trong trường hợp số 2 này chúng ta cũng có thể dựa vào đây để tính nồng độ bão hòa của đường trong nước, nhưng lưu ý ha. Hiện tại thì chất tan nè đang nhiều hơn so với dung môi. Do đó đối với trường hợp của những dung dịch đậm đặc giống như là siro mà lát nữa chúng ta sẽ học, thì cái chỗ công thức này nó lại quay về M nha, nó lại là M dung dịch chứ không phải là V nữa. Tại vì chất tan nó quá nhiều so với dung môi cho nên bây giờ bắt buộc các anh chị phải tính C theo M chất tan chia cho M dung dịch. Mà dung dịch của mình bây giờ là tạo bởi đường và nước. Vậy thì tổng khối lượng của đường và nước sẽ là khối lượng của dung dịch. Thì M dung dịch bằng mấy đây các anh chị? 1,5 1,5 và M của đường là 5 1. Rồi chúng ta có nồng độ bão hòa của đường trong nước là bao nhiêu nè? Là 66,67% các anh chị, chúng ta làm tròn cái con số cuối cùng ở phía sau. 66,67%, số này mình cũng nhớ luôn, lát nữa chúng ta sẽ có dịp dùng ha. Rồi như vậy thì chúng ta đã hiểu khái niệm như thế nào là độ tan rồi. Và trong dược điển Việt Nam đấy, người ta có một cái bản quy ước về độ tan. Các anh chị từ khi học bài này trở về sau ha, thì chúng ta sẽ không được tùy tiện dùng những cái cách gọi này nữa. Mà ví dụ như chúng ta nói một chất dễ tan trong nước, có nghĩa là người ta sẽ hiểu các anh chị đang đề cập đến việc lượng nước cần dùng để hòa tan 1 gam chất đó nó sẽ dao động trong khoảng từ 1 đến 10 ml. Còn nếu như chúng ta nói một chất là thực tế không tan trong nước thì người ta sẽ hiểu là với 1 gam chất mà các anh chị đang đề cập chúng ta sẽ cần hơn 10.000 ml nước để có thể hòa tan. 10.000 ml nước nghĩa là 10 lít nước á các anh chị, thì người ta sẽ gọi trường hợp này là thực tế không tan. Vậy chúng ta quay lại với hai ví dụ mà chúng ta vừa mới phân tích hồi nãy. Iốt sẽ được gọi là một chất như thế nào trong nước và đường sẽ được gọi là một chất như thế nào trong nước? Iốt trước ha. Iốt là chất rất khó tan. Rồi, rất khó tan tại vì 3.500 là nó nằm trong cái mức 1.000 đến 10.000. Còn đường saccharose À, rất dễ rất tan. Rất dễ tan. Vậy thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng những cái thuật ngữ này để chúng ta gọi về cái khả năng tan của một chất trong một dung môi nào đấy ha.
Một khái niệm nữa cũng đề cập đến khả năng tan của chất trong dung môi, đó là hệ số tan. Hệ số tan được định nghĩa là lượng chất tan tối đa tính bằng gam, có thể hòa tan trong một đơn vị dung môi, được cố định là 100 ml, và dĩ nhiên cũng được thực hiện trong điều kiện tiêu chuẩn là 20 độ C, 1 atmosphere. Và nếu như lúc nãy khi nói về độ tan, chúng ta cố định là cố định 1 gram chất tan đúng không? Lấy 1 gram chất tan rồi cho từ từ dung môi vô, đến khi vừa tan hết ghi nhận lượng dung môi tối thiểu đó lại. Thì bây giờ khi nói về hệ số tan, cái mà chúng ta cố định là cái này. Các anh chị cố định 100 ml dung môi. Rồi chúng ta cứ cho chất tan vô. Đến khi nó không tan được thêm nữa thì chúng ta ghi nhận được lượng chất tan tối đa đó. Lượng chất tan tối đa có thể hòa tan trong 100 ml dung môi được gọi là hệ số tan. Cái này nó hơi ngược so với độ tan hồi nãy ha. Và cái mối liên hệ giữa giữa độ tan và hệ số tan thì được thể hiện qua một cái phương trình. Đó là hệ số tan sẽ bằng 100 chia cho độ tan. À, tại sao lại có cái phương trình này? Thì bây giờ mình nhắc lại cái ví dụ của iốt nãy chút xíu đi ha. Iốt là sao? 1 gram iốt thì sẽ tan được trong 3.500 ml nước. Rồi như vậy thì nếu như tôi có 100 ml nước thì sẽ hòa tan được bao nhiêu gam iốt? Anh chị hiểu chỗ này không? 1 gam iốt hòa tan được trong ít nhất là 3.500 ml nước. Có nghĩa là tôi lấy 3.500 ml nước thì tôi sẽ hòa tan được nhiều nhất là 1 gam iốt, đúng không? Vậy thì quay lại với định nghĩa của hệ số tan là người ta chỉ tính trên 100 ml thôi. Cứ 1 gam hòa tan trong 3.500, vậy thì 100 ml sẽ hòa tan được tối đa là mấy gam? Công thức tính của mình sẽ là lấy 100 này nhân chéo là nhân 1 thì cũng là 100, chia ngang là chia cho 3.500 ha. Vậy hệ số tan sẽ bằng 100 chia cho độ tan. Đó. Và chúng ta có một cái ví dụ để các anh chị áp dụng cái định nghĩa phía trên, chúng ta giải thích cho ví dụ này nha. Hệ số tan của natri clorit trong nước là 35,89. Thì con số này nó có ý nghĩa gì? Nếu như các anh chị áp dụng định nghĩa để chúng ta giải thích. Ừ, thì mình cứ dựa theo định nghĩa mình giải thích thôi. 35,89 này là cái gì? Là Mình số gam vô. của natri tan trong trong 100 Hay nói một cách khác là cứ ml. 100 ml nước thì hòa tan được nhiều nhất là 35,89 gam ở điều kiện tiêu chuẩn. chuẩn. À, thì mình hiểu như vậy ha. Và khi nói đến dung dịch thì dĩ nhiên chúng ta phải đề cập đến nồng độ dung dịch. Nồng độ dung dịch là tỷ số giữa lượng chất tan trên lượng dung dịch. Và lượng đó thì mình có thể tính bằng khối lượng hoặc là bằng thể tích ha các anh chị. Có các loại nồng độ mà mình thường sử dụng, đó là nồng độ phần trăm nè, nồng độ phân tử gam hay còn gọi là nồng độ mol trên lít á. Phân tử gam là nồng độ mol trên lít đó ha. Và nồng độ đương lượng có đơn vị là N, là số đương lượng gam trong 1 lít dung dịch. Rồi ba loại nồng độ này các anh chị có xa lạ gì không? Có loại nồng độ nào mình thấy nó lạ mình chưa hề gặp không? Nồng độ phần trăm là gặp hàng ngày rồi đúng không? Bán nước muối 0,9% nè. Đó. Nồng độ mol trên lít. Nồng độ mol trên lít thì mình cũng học nhiều rồi, đơn vị là M lớn. Nồng độ đương lượng gam thì học hóa phân tích là chuẩn độ nè, có sử dụng. Vậy thì không có cái nào mà xa lạ với mình hết ha. Có thể là do nhất thời mình không có hình dung ra nó là cái gì thôi, nhưng mà các anh chị đã từng gặp nó hết rồi đó. Trong ba loại này thì chúng ta chú ý cái loại đầu tiên là nồng độ phần trăm. Tại vì nó sẽ có nhiều dạng, như các anh chị đang nhìn thấy là bốn dạng đó. Nồng độ phần trăm là có bao nhiêu phần chất trong 100 phần dung dịch. Hiểu vậy ha. Có bao nhiêu phần chất tan trong 100 phần dung dịch. Nếu như người ta chỉ ghi nồng độ phần trăm thôi mà không nói gì thêm thì mình tự hiểu là người ta đang đề cập đến trường hợp đầu tiên,
nồng độ khối lượng trên thể tích. Ví dụ như mình cầm cái chai nước muối sinh lý, người ta ghi là natri chloride 0,9%, thì mình hiểu nó là cái gì? 0,9 đó là cái gì? Và 100 đó là 100 cái gì? Chúng ta có dung dịch natri chloride, chúng ta có chất tan là natri chloride. Như vậy thì 0,9% có nghĩa là có 0,9 gram natri chloride trên 100 ml dung dịch ha, lượng chất tan trên lượng dung dịch mà. Thì lượng chất tan bây giờ là 0,9 gram, đơn vị gram mà, 0,9 gram natri chloride trong lượng dung dịch là 100 ml dung dịch luôn. Rồi ha. Tương tự, khi chúng ta nói về dung dịch glucose 5% thì có nghĩa là sao nè? Bạn nào nói cho lớp mình nghe coi. Glucose 5% là sao? Dạ có 5 g glucose trong 100 ml nước. Sao lại là nước chị ơi? Chị nhìn lên phía trên coi, mình không có dùng từ nước nha. Dung dịch Mà dung nó 0,5 g glucose trong 100 ml dung dịch. Đó. Rồi tương tự nếu như chúng ta sử dụng chloramphenicol 0,4%, thuốc nhỏ mắt đó, chloramphenicol 0,4%, thì mình hiểu nó là sao nè. Mà một bạn khác nói cô nghe thử coi. Dạ là có 0,4 chloramphenicol À, trong đơn vị 100. nữa, đơn vị Dạ không phải không. bốn gì. Dạ 0,4 gram. 0,4 gram chloramphenicol trong 100 ml dung dịch. Rồi đúng rồi ha. Khi mà người ta chỉ nói về nọc độ phần trăm và người ta không nói gì thêm thì tự các anh chị hiểu là đang đề cập đến loại nồng độ phần trăm thứ nhất là khối lượng trên thể tích. Khối lượng có đơn vị là gram và thể tích có đơn vị là ml. Rồi trường hợp số 2 là nồng độ phần trăm thể tích trên thể tích. Ml chất tan, số ml chất tan trong 100 ml dung dịch. Ví dụ như giờ chúng ta có bán cồn tiệt trùng đúng không? Mùa này bán cồn chắc hơi nhiều ha. Vậy mình bán cồn bao nhiêu phần trăm? Có cồn 70%, bảy cồn mươi 40%. chín Ừ. Vậy thì mình hỏi chơi cồn 70 trước đi ha. Vậy thì cồn 70% là một hỗn hợp cồn và nước đúng không? Người ta pha cồn trong nước thì dung dịch của mình là dung dịch cồn nước. Trong đó sẽ có ethanol. Cồn ethanol đó pha trong nước. Vậy thì mình hiểu gì về con số 96% này? Dĩ nhiên ethanol nó là chất lỏng, mình không có đi cân được ha. Trong trường hợp chất tan là chất lỏng thì người ta sẽ tính theo loại nồng độ phần trăm thứ hai là thể tích trên thể tích. Có nghĩa là cồn 70% là có 70 ml cồn nguyên chất trong 100 ml dung dịch. Rồi vậy tương tự cồn 90% là sao? Cồn 90% là sao các anh chị? Thường là ở trên nhãn người ta cũng sẽ có ghi ký hiệu là TT trên TT, thể tích trên thể tích á. Còn 90% có nghĩa là sao? còn 90% có nghĩa là có 90 ml còn nguyên chất trong 100 ml dung dịch. Rồi, như vậy thì giữa còn 70% và còn 90% cái nào có nhiều nước hơn chị? Dạ Còn 70 với còn 90 cái nào có nhiều nước hơn? 70 À, còn 70 có nhiều nước hơn ha, đúng rồi. Ừ. Còn đối với trường hợp của siro mà lát nữa chúng ta sẽ học á, siro mà các anh chị học lát nữa nè, thì người ta sẽ ghi nồng độ đường là 64%. Siro đơn là 64% đường. Rồi người ta sẽ mở ngoặc ra khối lượng trên khối lượng. Vậy thì mình sẽ hiểu cái con số 64% này như thế nào.
số gam gì nè trên cái gì đấy ha. Dạ, số gam đường trên Rồi vậy mình ráp qua 100 g số 84 cho mình đọc luôn. Có. Dạ, có 64 gam đường trong trong 100 gam dung dịch. Ừ, trong 100 gram dung dịch, mà dung dịch của mình đang là dung dịch siro đơn đó ha, thì người ta nói là có 64 gram đường trong 100 gram siro đơn. Yeah. À, còn một loại nồng độ thứ tư nữa, tuy là nó ít phổ biến hơn, đó là nồng độ thể tích trên khối lượng ha, với đơn vị tính là ml trên 100 gram dung dịch. Rồi vậy nói lại lần nữa ha, nếu như người ta chỉ ghi nồng độ phần trăm và không nói gì thêm thì tự mình hiểu là theo trường hợp số 1 khối lượng trên thể tích. Còn lại thì thường người ta sẽ có ghi chú cho chúng ta. Và để nói về bản chất của sự hòa tan thì tiếp theo chúng ta sẽ phân tích cái sự tác động qua lại giữa dung môi và chất tan, sự tương tác dung môi chất tan. Thì thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu đặc tính của dung môi ha, xem dung môi nó có những tính chất như thế nào. Đặc tính của dung môi sẽ phụ thuộc vào cấu tạo hóa học và bản chất sự tương tác giữa các phân tử dung môi. Ví dụ như các anh chị xem phân tử nước đi. Xem lại phân tử nước chút xíu. Này. Phân tử nước nè. H2O ha. Có 2H cộng với 1 oxy nè. Đó, các anh chị nhìn thấy thì cái liên kết của nó là một cái góc khoảng 120 độ giống như vậy. Liên kết cộng hóa trị phân cực, cho nên nhìn vô phân tử nước đó, chúng ta thấy nó có hai cực rõ ràng, cực âm là của oxy và cực dương là chỗ của hai cái hydro này. Và trên cấu trúc của H2O này mình sẽ nhận thấy nó có một cái hydro được gọi là hydro alpha đó. Những cái phân tử mà có hydro alpha thì thường nó sẽ có khả năng sao tạo liên kết hydro, cái này các anh chị học ở bên hóa hữu cơ rồi ha. Vậy thì tóm lại trên cái dung môi nước này, giữa các phân tử nước sẽ có liên kết hydro với nhau và bản thân từng phân tử nước nó là một cái phân tử phân cực. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi coi nước sẽ được xếp lại vào nhóm nào ha. Các lực tương tác giữa các phân tử dung môi chúng ta có thể ghi nhận đó là lực tĩnh điện do các phân tử lưỡng cực hoặc lưỡng cực cảm ứng của dung môi. Có nghĩa là đầu tiên chúng ta trả lời câu hỏi xem là phân tử đó nó là một phân tử lưỡng cực hay là một phân tử không phân cực. Rồi câu hỏi thứ hai phải trả lời là giữa các phân tử của dung môi đấy nó có lực liên kết hydro hay không. Và nếu như cả hai câu trả lời đều là có thì dung môi đó sẽ được xếp vào nhóm dung môi phân cực, với điều kiện là bản thân phân tử là một phân tử phân cực mạnh và giữa các phân tử có liên kết hydro. Các dung môi được xếp vào nhóm dung môi phân cực, ví dụ như nước chúng ta vừa mới nhìn đó, hoặc là ethanol hoặc là glycerin. Còn nếu như nó chỉ đạt được một câu trả lời có, đó là có phân tử phân cực mạnh còn không có liên kết hydro, thì mình gọi dung môi đó là dung môi bán phân cực. Bán là một nửa ha, nó chỉ đạt được một trên hai điều kiện này thôi thì gọi là bán phân cực. Ở trong nhóm này chúng ta có thể kể đến acetone hoặc là pentanol. Còn nếu như cả hai câu trả lời hồi nãy đều là không thì dung môi đó sẽ được xếp vào nhóm dung môi không phân cực. Có nghĩa là sao? Phân tử nó không có phân cực và dĩ nhiên thì nó cũng không có bàn gì đến vấn đề có liên kết hydro, tại vì bản thân phân tử nó không phân cực rồi. Nhóm dung môi thứ ba, các dung môi không phân cực gồm có các loại dầu ha, dầu thực vật hoặc là dầu khoáng nè, và những dung môi hữu cơ ví dụ như là benzen, chlorophore, dichlorometan, ete ha. Vậy thì chỗ này các anh chị nhớ giùm cô ha, dung môi được phân thành ba loại, thứ nhất là phân cực, rồi thứ hai là bán phân cực và thứ ba là không phân cực. Giữa dung môi và chất tan cũng như giữa các phân tử chất tan với nhau nó sẽ có một cái lực liên kết, và điều kiện cần thiết để chất tan có thể tan được trong dung môi là lực liên kết giữa dung môi và chất tan phải lớn hơn lực liên kết giữa các chất tan với nhau. Tại sao các anh chị? Chúng ta có thể xem hình này ha.
Sở dĩ ban đầu chúng ta có được tinh thể muối natri clorid vì giữa các phân tử muối nè, một phân tử nó có hai ion, một vàng một xanh đó ha, clo màu vàng rồi mang điện tích âm nè, rồi natri mang điện tích dương màu xanh lá cây đây nè. Sở dĩ ban đầu nó thành một cái tinh thể vì nó có lực liên kết với nhau. Phân tử thứ nhất liên kết từ với phân tử số 2, liên kết từ với phân tử số 3. Còn bây giờ cho vào trong nước thì nước nó sẽ vào nó xé từng cái phân tử này ra. Và chỉ khi nào cái lực kéo của các phân tử nước với chất tan đủ mạnh thì nó mới có thể kéo ra được. Thì mình cứ hình dung là bây giờ chúng ta chơi một cái trò chơi kéo co, đội 1 là cố gắng là nắm chặt nhau ha, càng chắc càng tốt rồi. Bên này là một cái đội 2 vô để tìm cách là tách từng người ra. Vậy nếu như chúng ta tách được là khi nào? Khi cái lực kéo ra của cái đội 2 này mạnh hơn cái lực những người này tự liên kết với nhau lại thì lúc đó chúng ta mới có thể xé lẻ ra. Thì quá trình hòa tan của chúng ta cũng như vậy ha. Điều kiện cần thiết để xảy ra quá trình hòa tan là lực liên kết giữa dung môi với chất tan phải lớn hơn lực liên kết nội tại giữa các phân tử chất tan với nhau. Và kết quả của quá trình hòa tan thì các anh chị có thể nhìn thấy nè, từng phân tử hoặc là từng ion sẽ được bao lại bởi một lớp các phân tử dung môi ở bên ngoài. Ở đây người ta vẽ hình mặt phẳng hai chiều chúng ta. Còn nếu như các anh chị nhìn trên một cái không gian ba chiều thì nó sẽ giống như cái gì? Nó giống như cái bánh ở giữa nó có cục nhân là chất tan, hay còn cái vỏ ở bên ngoài là dung môi á. Đó. Cái vỏ bên ngoài nó tròn, nó bao hết tất cả các cái chiều á, thì nó là dung môi. Và người ta gọi cái lớp vỏ đó là lớp vỏ Schönwald. Sự tạo ra cái lớp vỏ Schönwald đó để khởi đầu cái quá trình hòa tan, người ta gọi nó là sự Schönwald hóa. Và trong trường hợp dung môi của chúng ta là nước thì quá trình đó được gọi là quá trình hydrat hóa. Còn trong hình số 2 thì ở đây người ta đang minh họa cho trường hợp hòa tan đường saccharose ha. Đường saccharose thì nó không phân ly thành ion mà nó chỉ phân ly thành một phân tử thôi. Và xung quanh phân tử này nó cũng có một cái lớp áo nước, một cái lớp vỏ hydrat hóa ở phía xung quanh. Quy tắc hòa tan. Dựa vào các quy tắc này thì các anh chị có thể sơ bộ mình đoán xem là một chất nào đấy nó có thể tan vào trong một cái dung môi hay không. Quy tắc thứ nhất nha. Những chất có tính chất tương tự thì sẽ hòa tan được vào nhau. Ví dụ như dung môi phân cực thì sẽ hòa tan được những chất phân cực. Đây chúng ta có nè, nước là dung môi phân cực và natri clorid thì nó cũng phân ly thành gì? Là A cộng và Cl trừ, bản thân nó cũng phân cực luôn. Cho nên khi các anh chị cho muối vào trong nước nó sẽ tan được vì bản chất nó giống nhau. Cũng giống như bạn bè và tính tình giống nhau thì mới có thể chơi chung nhóm với nhau được ha. Dung môi không phân cực thì cũng vậy, nó sẽ hòa tan được những chất không phân cực giống như nó. Quy tắc thứ nhất ha, chất có tính chất tương tự thì hòa tan được vào nhau. Rồi thứ hai, những chất có cấu trúc tương tự. Cấu trúc là mình nhìn vào trong công thức cấu tạo là mình thấy nó có những cái nhóm chất giống nhau hay không. Ví dụ như đường saccharose, đây là công thức cấu tạo của đường saccharose ha. Nó là một loại đường đôi được hình thành từ sự liên kết của hai đường đơn là glucose và fructose. Trên công thức này chúng ta nhìn thấy có nhiều nhóm OH, cho nên nó có thể tan được trong H2O. H2O thì cũng có OH, bây giờ đường nó cũng có nhiều OH giống như vậy, nên các anh chị cho đường vào nước thì nó dễ dàng nó tan được. Lưu huỳnh nè, công thức hóa học là S, cho vào nước, nước và H2O nó đâu có liên quan gì với nhau đâu, cho nên nó không tan được. Nhưng mà khi các anh chị cho vào CS2 thì nó lại tan được, tại vì nó có cùng thành phần cấu tạo là lưu huỳnh. Các quy tắc tiếp theo thì nó liên quan đến kiến thức hóa hữu cơ mà các anh chị đã học. Ví dụ như khi chúng ta nhìn vào một công thức cấu tạo của chất, ví dụ như công thức nãy đi, mình thấy có nhiều nhóm OH ha, thì nó có thể tan được trong nước dễ. Còn những nhóm phân cực khác, ví dụ như là nhóm CHO, COH, NO2, CO, NH2, HSO3 đều là những nhóm chất phân cực ha. Sự có mặt của những nhóm chất phân cực này sẽ giúp tăng độ tan trong nước của chất tan đó lên. Còn ngược lại, nếu như chúng ta nhìn thấy một cái mạch hydrocarbon dài
mạch hydrocarbon là CXHI á các anh chị, nó đâu có phân cực. Mạch này càng dài thì tính phân cực của chất cam nó lại càng giảm xuống và khả năng tan trong nước nó sẽ bị giảm đi. Kiến thức cũ ha. Trường hợp của polymer, nãy mình có nhắc polymer rồi đó, là những cái phân tử trùng hợp có kích thước lớn, thì dĩ nhiên kích thước lớn thì nó sẽ khó phân tán vào trong nước hơn so với những chất có kích thước nhỏ. Cho nên polymer thì thường là những chất không tan hoặc là ít tan trong nước. Những chất có nhiệt độ nóng chảy cao, nhiệt độ nóng chảy cao có nghĩa là liên kết giữa các chất tan với nhau nó lớn, thì nó sẽ khó tan hơn so với những chất mà có nhiệt độ nóng chảy thấp. Rồi, một ý nữa mình cũng cần phải ghi nhận ha, là nếu hai dung môi có cùng tính chất thì sẽ hòa tan trong nước theo sẽ hòa tan trong nhau theo mọi tỷ lệ. Chúng ta gọi cái quá trình này là hỗn hòa, có nghĩa là trộn theo tỷ lệ nào nó cũng tan được cả. Ví dụ như chúng ta có ethanol, có glycerin, có nước. Tại vì những chất này đều là dung môi phân cực, bản chất của phân tử phân cực và đều có liên kết hydro ha, nên nó sẽ tan vào nhau với mọi tỷ lệ, gọi là quá trình hỗn hòa. Ngoài ra, một trường hợp cũng rất phổ biến đó là khi các anh chị phối hợp các loại dung môi lại với nhau thì mình có thể tăng khả năng hòa tan so với từng dung môi riêng lẻ. Ví dụ, nếu như các anh chị chỉ sử dụng nước thì mình sẽ không hòa tan được tinh dầu. Hầu như là không hòa tan được tinh dầu. Nhưng bây giờ tôi sử dụng nước có pha thêm cồn thì mình có thể hòa tan được một lượng tinh dầu nhất định vào trong đấy. Có nghĩa là với việc phối hợp cồn và nước, chúng ta đã mở rộng được khả năng hòa tan của cái dung môi nước ban đầu lên. Và cái ứng dụng của cái quy tắc này trong chiết xuất dược liệu cũng rất là phổ biến ha. Ví dụ như người ta sử dụng gì? Cồn 70 độ để chiết alkaloid glycosid nè. Còn nếu như chiết tinh dầu thì người ta dùng cồn 90 độ. Vậy tại sao chiết alkaloid không dùng cồn 90 độ luôn? Thì trong một số trường hợp có cái tính phân cực, cái tính phân cực của các chất nó khác nhau, cho nên chúng ta sẽ trộn lẫn. Cồn thì nó có cái tính phân cực kém hơn so với nước, có nghĩa là nước phân cực tốt hơn so với cồn, cho nên tùy theo cái chất tan của chúng ta, nó có cái mức độ phân cực nằm ở cái khoảng nào đó, thì chúng ta sẽ phối hợp tỷ lệ cồn nước cho phù hợp nha. Và phối hợp này có thể làm tăng được khả năng của hòa tan của hỗn hợp so với từng loại dung môi ban đầu. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sang một cái phần mới, đó là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan. Hồi nãy chúng ta vừa mới biết là khi nào thì tan được và độ tan là gì rồi đúng không? Thì mình nói lại độ tan là gì nè. Là lượng dung môi tối thiểu cần thiết để hòa tan 1 gram chất, đúng rồi. Còn hệ số tan là lượng chất tan tối đa có thể hòa tan được trong 100 gram, 100 ml dung môi. Đó. Như vậy thì các yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến độ tan? Chất tan ít hay tan nhiều trong một dung môi nào đó là do những yếu tố nào? Có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng, tuy nhiên trong bài này thì cô chỉ giới thiệu cho các anh chị 5 yếu tố như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Thứ nhất là bản chất hóa học của chất tan và dung môi. Thứ hai là nhiệt độ, thứ ba là pH, thứ tư là sự đa hình và thứ năm là sự hiện diện của những chất khác. Rồi, yếu tố đầu tiên nha, bản chất hóa học của chất tan và dung môi. Đây là yếu tố quyết định độ tan. Tại sao người ta có thể khẳng định như vậy? Chúng ta quay trở lại hai ví dụ hồi nãy. Cùng dung môi là nước. Cùng dung môi là nước nha. Nhưng khi chúng ta sử dụng chất tan là đường và iốt thì độ tan khác nhau. Iốt là 1/3500, còn đường là 1.05 đúng không? Cùng dung môi khác chất tan, độ tan khác nhau. Vậy thì độ tan đây khác là do chất tan khác. Còn nếu như chất tan là iốt mà dung môi là ethanol thì độ tan lại là 1/13. Mình hiểu sao? Để hòa tan hoàn toàn 1 gram iốt bằng ethanol thì chúng ta chỉ cần dùng tối thiểu là 13 ml ethanol thôi. Cùng chất tan, khác dung môi, độ tan cũng khác nhau luôn. Ha. Đó chính là căn cứ để người ta ra cái kết luận là sao? Bản chất hóa học của chất tan và dung môi nó sẽ quyết định độ tan. Chúng ta biết được điều này, chúng ta ứng dụng được gì trong pha chế? Các anh chị sẽ biết cách lựa chọn dung môi phù hợp với dược chất, hoặc là chúng ta phải kết hợp thêm các yếu tố khác. Cụ thể là sao?
Ví dụ như iốt nãy chúng ta muốn làm dung dịch iốt thì mình nên chọn dung môi nước hay dung môi cồn? 1 gram iốt muốn hòa tan bằng nước là dùng 3.500 ml nước là ít nhất. Còn nếu dùng cồn thì dùng ít nhất là 13 ml cồn. Vậy thì giờ mình muốn làm dung dịch iốt, các anh chị nên dùng nước hay dùng cồn? Còn mà Nên dùng cồn. Tuy nhiên nếu như bây giờ chúng ta pha một dung dịch dùng uống mà chúng ta dùng cồn cao độ là đâu có được. Đó, thì mình phải nghĩ đến một cái vấn đề khác, chúng ta phải dùng cái phương pháp khác để chúng ta tăng độ tan lên. Lát nữa chúng ta sẽ có ví dụ minh họa ha. Vậy thì đó là trường hợp mà không đổi được dung môi. Không đổi được dung môi thì mình có thể nghĩ đến cái vấn đề là mình thay đổi dạng hoạt chất. Thay đổi dạng hoạt chất là sao? Ví dụ như hoạt chất kinin đi. Kinin hay còn gọi là ký ninh đó các anh chị. Thì trên thị trường người ta cung cấp nhiều dạng của kinin với các gốc muối khác nhau. Kinin chlorhydrate hoặc là kinin dichlorhydrate. Hai loại này á thì loại tan trong nước tốt hơn. Do đó nếu như các anh chị sử dụng dung môi là nước thì chúng ta có thể sử dụng dạng thứ hai là dạng dichlor để tăng cái khả năng hòa tan lên. Tiếp rồi canxi gluconat và canxi glucoheptonat. Thì dạng canxi glucoheptonat tan trong nước tốt hơn. Do đó nếu như các anh chị muốn pha dung dịch nước thì chúng ta nên mua dạng canxi glucoheptonat. Còn nếu như các anh chị muốn làm dạng viên nén hay gì đấy không có liên quan nhiều đến đến dung môi nước thì chúng ta chọn loại nào cũng được ha. Tương tự camphor nè là một cái chất mà được tinh chế ra từ tinh dầu, mà các anh chị biết tinh dầu là nó khó tan trong nước đúng không? Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng dạng muối của camphor là camphor sulfonat natri thì có thể tan trong nước được tốt hơn so với dạng nguyên thủy ban đầu. Yếu tố thứ hai chúng ta sẽ phân tích ở đây đó chính là nhiệt độ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát một cái đồ thị biểu diễn khả năng tan của chất trong nước theo nhiệt độ ha. Giờ chúng ta có trục nằm ngang là nhiệt độ nè. Ngay góc tọa độ là 0 độ C, đây là 20 độ C, 40 độ C, 60 độ C, 80 độ C ha. Và cái trục đứng này là người ta đang thể hiện hệ số tan, nghĩa là số gam chất tan được 100 trong 100 gam hoặc 100 ml nước á. Rồi với chất đầu tiên đi, kali nitrat nè. Ở 0 độ C thì 100 ml nước hòa tan không quá nó chưa được 20 gram kali nitrat nữa. Nhưng mà khi nhiệt độ là 20 độ C thì các anh chị thấy sao? Cái khả năng tan tăng lên gần 40 gram tan được luôn. Rồi tăng lên 40 độ C tiếp tục tăng. Và nếu nhiệt độ là 80 độ C thì bây giờ cũng 100 ml nước đó hòa tan được hơn 160 gram kali nitrat. Thì chúng ta nhận nhận xét được cái gì qua cái đồ thị này? Khi chúng ta tăng nhiệt độ thì độ tan của kali nitrat nó là sao các anh chị? Tăng giảm. Kali nitrat là cái đường màu đỏ của mình đó, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của kali nitrat là sao? Tăng lên, đúng rồi ha. Rồi. Trường hợp của natri nitrat NaNO3 đường màu xanh lá cây cũng vậy, tuy là nó cái tốc độ tăng nó không nhiều bằng KNO3, tuy nhiên nó vẫn có độ tan tăng theo nhiệt độ. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn đường màu tím thì các anh chị thấy làm sao? Natri clorit NaACl tăng 80 độ C mà nó chỉ tan thêm được có khoảng 5 gram à. Thì trong trường hợp này người ta xem như là độ tan của natri clorit nó không đổi khi chúng ta tăng nhiệt độ ha. Vậy thì nếu như một người nào đó nói là các anh chị hãy dùng nước nóng để chúng ta hòa tan được nhiều muối hơn thì đó là một phát biểu làm sao? Sai, tại vì chúng ta muốn dùng nước nóng là chúng ta phải làm sao các anh chị? Phải đun, là phải tốn củi lửa, phải tốn điện này kia mà cái hiệu quả chúng ta thu được nó không đáng kể như vậy. Biết được điều này để chúng ta coi coi là khi hòa tan một chất nào đấy chúng ta nên dùng nước nóng hay là chúng ta nên để nhiệt độ thường ha. Rồi một số chất thì mình càng tăng nhiệt độ nó lại càng ít tan. Còn trường hợp của natri sulfat ở đây các anh chị có thể nhìn thấy ha. Nó là sao? Sao nó kỳ vậy? Lúc đầu thì tăng dần, rồi sau đó thì giảm dần. Rồi mình thấy không? Trường hợp của natri sulfat ở đây. Người ta có giải thích cho chúng ta luôn nè.
Lúc đầu ở nhiệt độ thấp thì natri sunfat ở trạng thái kết tinh ngậm 10 nước. Muối natri sunfat kết tinh có độ tan tăng theo nhiệt độ, tuy nhiên đến 32,4 độ C thì nó chuyển dạng ha, nó không còn ở dạng ngậm nước nữa mà nó chuyển sang dạng khan. Công thức bây giờ chỉ còn lại Na2SO4 thôi. Và natri sunfat khan lại có độ tan giảm khi tăng nhiệt độ. Vậy thì bây giờ rốt cuộc là bây giờ tôi tăng nhiệt độ lên thì độ tan của chất nó tăng hay nó giảm đây? Nhiều trường hợp quá. Cái gì cũng có thể xảy ra ha, nên các anh chị ghi nhận cho cô bốn trường hợp. Khi tăng nhiệt độ thì phần lớn các chất sẽ có độ tan tăng. Phần lớn nhưng không phải là tất cả nha. Một số chất thì độ tan gần như không đổi theo nhiệt độ, ví dụ như natri clorid. Có trường hợp độ tan của chất thay đổi một cách bất thường, lúc đầu tăng, lúc sau giảm, ví dụ như natri sunfat. Thậm chí có những chất chúng ta càng tăng nhiệt độ thì độ tan lại càng giảm, ví dụ như canxi glycerophosphate hoặc là methyl cellulose. Chất này viết đầy đủ là methyl cellulose ha. Đáng lẽ các anh chị có sách thì các anh chị nhìn vô mình sẽ thấy. Còn bây giờ thì cô ghi sẵn cho các anh chị luôn. Thì mình ghi chú vô là nó viết đầy đủ như thế nào ha. Methyl cellulose. À, chúng ta xem cái ví dụ của trường hợp độ tan tăng theo nhiệt độ ha. Caffeine. Ở nhiệt độ 20 độ C, điều kiện chuẩn nè. Để hòa tan hết 1 gram caffeine chúng ta phải cần ít nhất là 50 ml nước. Nhưng nếu như các anh chị sử dụng nước ở 80 độ C thì mình chỉ cần dùng có 6 ml thôi. Đường cũng vậy, là một chất có độ tan tăng theo nhiệt độ. À, những chất mà nãy chúng ta nhìn thấy trong sơ đồ ví dụ như là kali nitrat nè, natri nitrat nè, kali bromide nè, kali chlorid nè, thì đó là những chất đều có độ tan tăng theo nhiệt độ hết. Ví dụ caffeine thì mình có thể liên hệ thực tế đúng không? Chúng ta pha cà phê, các anh chị chiết caffeine từ trong cái hạt cà phê ra thì các anh chị dùng nước nóng chứ mình đâu có dùng nước lạnh mình đổ vô ha. Là yếu tố thứ hai là yếu tố nhiệt độ ha, thì ảnh hưởng của nó tùy tùy trường hợp. Chúng ta có ba trường hợp như hồi nãy. Và yếu tố thứ ba chúng ta sẽ phân tích đó là yếu tố pH. Khi nói đến pH thì mình có pH trung tính, pH kiềm, pH axit. Cái giá trị pH thì nó dao động từ 1 cho đến 14 ha. pH 7 là trung tính, lớn hơn 7 là pH kiềm, còn bé hơn 7 là pH axit đó. Rồi pH ảnh hưởng như thế nào đến độ tan thì chúng ta xét một số ví dụ nha. Mình học dược liệu chắc là các anh chị cũng biết alkaloid. Alkaloid nó có hai dạng tồn tại là dạng bazơ và dạng muối. Alkaloid dạng bazơ không tan được trong nước tại vì nó không phân cực. Alkaloid bazơ không phân cực, còn còn nước thì phân cực, khác khác bản chất, không hòa tan được. Nhưng nếu như nước chúng ta thêm axit vào thì chính cái axit đó nó sẽ chuyển alkaloid dạng bazơ thành alkaloid muối, trở nên phân cực và lúc đấy thì tan trong nước được. Đó là lý do tại sao khi mà các anh chị chiết alkaloid thì chúng ta có phương pháp là phải axit hóa trước đó ha. Phenol khó tan trong nước. Nhưng khi chúng ta cho kiềm, ví dụ như NaOH vào trong nước nè, thì nó sẽ tạo ra natri phenolat, nó phân cực và nó tan ở trong nước được tốt hơn. Lưu ý đối với những chất lượng tính. Những chất lượng tính ví dụ như là axit amin hoặc là protein, nó có một cái giá trị gọi là pH đẳng điện, và nếu như chúng ta pha chế, chúng ta lỡ mà chúng ta làm cho dung môi của mình nó có pH ngay pH đẳng điện luôn thì khi các anh chị cho những cái chất này vào nó sẽ không tan được và nó sẽ bị kết tủa ha. Chúng ta ứng dụng cái pH này trong pha chế như thế nào? Ví dụ như canxi gluconate nè thì độ tan của nó tăng trong môi trường kiềm. Bây giờ chúng ta muốn nó tan được dễ hơn, chúng ta có thể là thêm thêm một số chất có tính kiềm vào trong nước thì lúc đấy canxi gluconate nó sẽ tan được. Tuy nhiên nếu như chúng ta lạm dụng cho nhiều kiềm quá thì thuốc đó có thể là mình không dùng được luôn. Tại vì đâu phải là mình đang làm ảo thuật. À, nhìn đây chất này nó không tan thì tôi cho này vô nó tan nè. Các anh chị đang làm thuốc ha, và thuốc đó chúng ta sẽ dùng cho cơ thể của chúng ta nên mình phải cân nhắc coi pH nào là pH phù hợp với cơ thể của mình. Hoặc là
Các anh chị phải cân nhắc đến tính bền của hoạt chất, như là trường hợp của chloramphenicol. Chloramphenicol cũng là một chất có tan trong nước. Các anh chị có thể tăng pH để tăng khả năng tan của chloramphenicol. Tuy nhiên, nếu như chúng ta tăng pH quá cao thì liên kết amid trong chloramphenicol này nó sẽ bị đứt và chloramphenicol nó không còn cái tác dụng dược lý ban đầu của nó nữa. Là lưu ý những cái vấn đề đó khi các anh chị muốn chỉnh pH. Vậy thì làm sao chúng ta biết cái chất nào bền, chất nào không? Thì các anh chị phải tìm hiểu tính chất của cái nguyên liệu đó trước khi chúng ta pha chế ha. Cũng giống như khi mà mình đang muốn tìm bạn trai, bạn gái chẳng hạn, đâu phải là cứ thích là quen. Phải coi coi là hoàn cảnh gia đình sao, trình độ học vấn sao chứ, tính cách nữa có phù hợp hay không ha. Để chúng ta tránh những cái đáng tiếc xảy ra, thì bây giờ mình pha chế thuốc nó cũng giống như vậy. Chúng ta phải hiểu về cái đối tượng mà chúng ta đang muốn làm việc, coi nó bền hay không, nó bền khi nào, nó không bền khi nào, để chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt chất trong dạng thuốc của mình nó phát huy được tác dụng. Cái yếu tố về sự đa hình thì hôm trước trong chương 1 chúng ta cũng đã đề cập rồi ha. Nếu như chất dạng vô định hình thì nó sẽ tan tốt hơn so với dạng kết tinh. Các tinh thể ít ổn định có nghĩa là liên kết giữa các phân tử trong tinh thể á, nó yếu thì nó sẽ dễ tan hơn so với các tinh thể ổn định. Bởi vì điều kiện để có thể tan được là liên kết giữa sao? Dung môi với chất tan phải mạnh hơn liên kết giữa các chất này tan với nhau mà. Vậy nếu như tinh thể ít ổn định thì nó sẽ dễ tan hơn thôi. Ví dụ thì trong bài chương 1 có, các anh chị có thể xem lại ha. Sự hiện diện của các chất khác cũng ảnh hưởng đến độ tan. Ví dụ như hồi nãy chúng ta nói là caffeine á, ở nhiệt độ thường thì mình cần cũng hơi nhiều nước để có thể hòa tan được. Bây giờ người ta không cho mình đun lên, chúng ta muốn caffeine nó tan hết. Ví dụ ha, xem lại coi. 1/50 ở 20 độ C, giờ người ta kêu mình là lấy 1 gram caffeine hòa tan trong 30ml nước thôi. Dĩ nhiên là các anh chị sẽ không làm được. Thì ít nhất cũng phải 50 mới hòa tan hết. Nhưng mà người ta lại không cho các anh chị tăng nhiệt độ của nước. Thì giờ chúng ta sẽ nghĩ đến cái cách khác. Và một trong những cách đó là các anh chị sẽ thêm những cái chất trung gian thân nước vào. Ví dụ như chúng ta dùng natri benzoate, hoặc là các anh chị dùng natri salicylate, chúng ta thêm vào công thức. Thì chúng ta có thể tăng được cái độ tan của caffeine trong nước lên mà không cần phải đun. Có nhiều cách để chúng ta làm lắm ha. Còn đối với hoạt chất quinine thì mình có thể thêm antipyrin hoặc là thêm uretan vào. Tuy nhiên không phải lúc nào việc thêm một chất mới vào trong hỗn hợp của chúng ta cũng làm tăng độ tan của chất cũ. Trường hợp ngược lại xảy ra đối với tinh dầu và muối. Tinh dầu khó tan trong nước, chúng ta cố gắng chúng ta hòa tan một lượng nhỏ tinh dầu trong nước để tạo nước thơm rồi. Bây giờ mình lại thêm muối vào, thì mình biết là muối nó rất là dễ tan trong nước. Mình cho vào thì muối nó sẽ đẩy cái phần tinh dầu kia ra. Giống như là nhà có ít chỗ ngồi rồi, bây giờ cố gắng mới kiếm được chỗ ngồi, giờ gặp một cái đứa nó mạnh hơn vô cái nó đẩy văng ra luôn ha. Thì trường hợp như vậy á, là xảy ra giữa muối và tinh dầu. Khi các anh chị thêm muối vào một cái nước có chứa tinh dầu thì nó sẽ làm cho tinh dầu bị tủa trở lại. Tương tự, khi chúng ta cho đường vào dung dịch đang có chứa ete. Ete khó tan trong nước rồi, bây giờ mình cho đường vô nó sẽ bị tủa lại luôn. Ngoài ra việc chúng ta dùng hỗn hợp dung môi cũng có thể tăng được độ tan ha, cái ý này nãy chúng ta nói rồi, bây giờ chúng ta chỉ điểm lại thôi. Vậy thì tổng kết lại ha, nãy giờ chúng ta phân tích những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan. Độ tan các anh chị lưu ý là chất tan được ít hay là nhiều trong dung môi á. Khả năng một chất hòa tan được nhiều hay ít trong dung môi thì gọi là độ tan. Hỏi hiểu nôm na vậy ha. Thì những yếu tố ảnh hưởng đó, thứ nhất chúng ta xem lại là gì? Bản chất hóa học của chất tan và của dung môi. Thứ hai là nhiệt độ. Thứ ba là pH. Thứ tư là gì? Sự đa hình. Rồi thứ năm là gì? Sự hiện diện của những chất khác. Độ tan là nói tan nhiều hay tan ít ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan. Nhớ, tốc độ là nhanh hoặc chậm.
không nói đến vấn đề nhiều ít nữa, bây giờ nói đến vấn đề là tăng nhanh hay tăng chậm. Chúng ta lại gặp lại một phương trình ở chương 1, phương trình tốc độ hòa tan. Tốc độ hòa tan V sẽ bằng D nhân S nhân CS trừ CT tất cả chia cho H. Quá quen rồi đúng không? Hôm trước cũng có làm bài tập về phần này rồi. Dùm, cho nên cô hỏi lại thôi, cô không nói nữa. Chúng ta muốn chất hòa tan nhanh thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta có D là hệ số khuếch tán của chất tan trong dung môi nè. Thì nó sẽ phụ thuộc vào độ tan ha các anh chị. Tại vì nó liên quan giữa chất tan và dung môi nên nó sẽ phụ thuộc vào độ tan. Đây coi như chúng ta không bàn đến vấn đề D nữa đi. Vậy thì chúng ta có thể tác động vào cái chỗ nào để chúng ta tăng độ tan? Còn nhớ không? Muốn V lớn thì bây giờ mình tăng cái gì và mình giảm cái gì? Chúng ta có thể tăng S. Đúng rồi. Mà muốn tăng S thì các anh chị phải làm sao? Muốn cho chất tan tiếp xúc với lại dung môi nhiều hơn thì chúng ta làm sao? Giảm kích thước hạt. Đúng rồi, giảm kích thước của chất tan ban đầu bằng cách là mình nghiền nhỏ ra. Một cách ha. Hoặc là chúng ta có thể làm gì nữa nè. Nãy giờ mình chỉ đề cập đến phần S thôi, còn những cái khác nữa anh chị, các anh chị. Trên đây có nhiều thông số lắm. Giảm H. Rồi, giảm H là cái gì đây? Chúng ta quan sát ha, đây là hạt chất tan nè. Nếu như chúng ta cho hạt chất tan này vào trong dung môi, dù như mình cho một cái hạt đường vào trong nước đi, một cái mẫu đường ha, hay là một cái tán đường nó to đây, mình cho trong ly nước rồi mình để yên, mình không khuấy gì hết. Thì xung quanh của cái mẫu đường đấy á, nó sẽ có một lớp dung dịch bão hòa. Có nghĩa là sao? Các anh chị không khuấy nha. Thì đường sẽ từ từ hòa tan vào lớp nước xung quanh và nó tạo ra một cái lớp dung dịch có nồng độ bão hòa là CS, có bề dày là H. Vậy thì nếu như mình cứ để yên như vậy thì cái mẫu đường này nó rất là lâu tan. Thì chúng ta muốn tan thì giờ mình làm sao để mình giảm cái bề dày của lớp H này đi các anh chị? Khuấy lên. À, mình khuấy lên thì chúng ta sẽ phá vỡ được cái lớp đấy. Chúng ta giảm được H. Rồi còn ứng dụng chỗ nào nữa không nè? Nhưng mới đề cập đến S đến H thôi. Còn cái gì mà mình không dám đề cập? Thông số. Cái gì đây? Nồng độ. Cái này không phải là nồng độ, nó là một phép tính trừ mà. Câu này hôm trước mình lượng giá rồi đó. Nó là gì các anh chị? CS trừ CT, hôm trước mình nói rồi mà. Nó là trên là nồng độ, giữa nồng độ CT là nồng độ dung dịch tại thời điểm T, và nồng độ CS là nồng độ bão hòa mà nãy giờ chúng ta tính đó các anh chị. Nhưng mà lưu ý, nãy giờ chúng ta tính nồng độ bão hòa dựa theo độ tan là ở điều kiện chuẩn, có nghĩa là nhiệt độ là 20 độ C, đúng không? Và nãy chúng ta nói là độ tan thì nó cũng có thể thay đổi theo nhiệt độ. Đó. Vậy thì đối với đa số các chất, khi các anh chị tăng nhiệt độ thì CS này nó có thể làm sao? Tăng lên. Đó, vậy nếu như CS tăng lên thì hiệu số CS trừ CT nó cũng có thể làm sao? Tăng. Vậy thì cái vấn đề mà chúng ta tăng nhiệt độ khi hòa tan á, nó cũng có thể giúp tăng tốc độ hòa tan, giúp cho quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn. Này, trên thực tế các anh chị thấy rất là rõ, khi các anh chị hòa tan đường ở trong nước, mình thấy nó khó tan quá, các anh chị có thể bắt lên bếp, nó tan rất là nhanh luôn. Lý do là sao? CS nó tăng lên, nên chênh lệch nó tăng. Chênh lệch nồng độ, nhưng mà ở đây không phải là giữa hai thời điểm, mà là giữa hai mức. Giữa mức mình đang có và mức tối đa có thể đạt được. Các anh chị nhớ lại ví dụ về ly nước mà mình hòa tan đường hôm trước á. Nếu như đó là một ly nước trắng ban đầu, các anh chị cho một muỗng đường vô, đường nó sẽ hòa tan nhanh hơn so với lại một ly nước đường và các anh chị cho đường vô, các anh chị khuấy. Tại vì với ly nước trắng thì CT ban đầu bằng 0, thì hiệu số CS trừ CT sẽ là maximum. Còn nếu như các anh chị khởi đầu với một ly nước đường
thì ban đầu CT của mình nó đã là một giá trị lớn hơn không rồi, thì nó sẽ không có cái khả năng nào mà đi so sánh với một cái CT bằng không bên kia về tốc độ hết ha. Vậy thì qua cái phương trình về tốc độ hòa tan này, chúng ta có thể suy ra những phương thức để mình tăng được tốc độ hòa tan. Thứ nhất là các anh chị nghiền dược chất để tăng diện tích tiếp xúc, ký hiệu là chữ S trong phương trình lúc nãy. Thứ hai là các anh chị khuấy trộn để giảm H, là giảm bề dày của lớp khuếch tán. Thứ ba là các anh chị tăng nhiệt độ khi hòa tan. Đa số các chất khi các anh chị tăng nhiệt độ thì độ tan tăng, nó sẽ dẫn đến cái nồng độ bão hòa là CS này tăng nè. Thì nó sẽ có cái trên là CS trừ CT lớn hơn. Và khi chúng ta có cái chênh lệch này lớn thì tốc độ nó sẽ tăng lên theo đúng cái phương trình này, nó nằm ở trên tử số, nó tỷ lệ thuận mà các anh chị ha. Ngoài ra khi các anh chị đun nóng dung môi thì độ nhớt của dung môi nó cũng sẽ giảm xuống, và như vậy quá trình khuếch tán sẽ diễn ra nhanh hơn. Rồi, ngoài ra thì tốc độ hòa tan còn phụ thuộc vào độ tan của dược chất. Độ tan thể hiện qua CS và thể hiện qua D nè các anh chị. Đó là những yếu tố mà chúng ta sẽ phải cân nhắc ha, khi mà mình muốn tăng tốc độ hòa tan. Tuy nhiên không phải lúc nào mình đun dung môi lên thì quá trình hòa tan cũng diễn ra nhanh hơn nha. Vẫn có những trường hợp hồi nãy chúng ta xem đó, nhiệt độ càng tăng thì độ tan càng giảm, như trường hợp của cái gì? Methylcellulose đó ha. Gặp mấy chất đó mà đun lên đó là đi ngược lại với cái mục đích ban đầu của chúng ta rồi. Các anh chị càng đun thì nó càng tan ít và nó càng tan chậm. Rồi. Vậy thì những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan giờ mới phân tích xong ha. Còn độ tan thì ở phía trước, tốc độ là ở đây. Lưu ý là nếu có làm bài thì đọc kỹ đề. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ứng dụng các lý thuyết nãy giờ để chúng ta hòa tan, lấy chất tan cho vào dung môi để thực hiện quá trình hòa tan. Và nếu như chúng ta chỉ cần chất tan và cần dung môi thôi đã có thể thực hiện được quá trình hòa tan rồi, thì chúng ta gọi đó là quá trình hòa tan thông thường. Hòa tan thông thường là chỉ cần chất tan và dung môi thôi. Nếu cần thì mình có thể tăng nhiệt độ lên, hoặc là mình nghiền dược chất ra để nó tan, thì tất cả những trường hợp đó đều gọi là hòa tan thông thường hết. Còn nếu như chỉ một mình chất tan và dung môi không đủ để thực hiện quá trình hòa tan thì các anh chị sẽ phải dùng đến các phương pháp hòa tan đặc biệt. Bây giờ mình nhìn trước ở trên cái bài giảng cô phát cho mình đó, có bao nhiêu phương pháp hòa tan đặc biệt được giới thiệu trong bài này. Các anh chị đang nhìn thấy tên của phương pháp thứ nhất là phương pháp tạo dẫn chất dễ tan. Và ngoài ra những cái slide sau đó, chúng ta có phương pháp gì? Dùng chất trung gian, chất trung gian thân nước. Dùng hỗn hợp hỗ trợ hợp dung môi. Và dùng chất diễn hoạt. Dùng chất diễn hoạt ha. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu bốn phương pháp này. Rồi. Vậy phương pháp đầu tiên là tạo dẫn chất dễ tan. Các anh chị nhìn ví dụ minh họa. Chúng ta cần hòa tan iốt trong nước. Hòa tan iốt trong nước. Và giả sử như chưa có chất này đi ha. Giả sử như chưa có chất này đi. Thì với hai thành phần là iốt và nước, với cái tỷ lệ như các anh chị đang nhìn thấy đó, chúng ta có hòa tan được hay không? Có thực hiện được quá trình hòa tan khi chúng ta dùng 1 gam iốt và 100ml nước hay không? Dạ không. Không, tại sao vậy? Tại iốt nó khó tan. Ít nhất phải bao nhiêu mới tan được nè? Dạ 3.500ml nước. Ít nhất phải 3.500, mà bây giờ người ta chỉ cho phép mình dùng có 100ml thôi. Thì điều này là sao? Không thể xảy ra được. Thì bây giờ chúng ta phải tìm cách hòa tan đặc biệt, chứ hòa tan thông thường là thất bại rồi ha. Rồi, cách bây giờ chúng ta sử dụng đó là các anh chị sẽ dùng kali iodid mình cho vô. Iod công thức hóa học là I2 nè. Kali iodid là Ki. Hai chất này khi phối hợp với nhau sẽ tạo ra Ki3. Đây là một cái phức chất dễ tan. Tạo ra một phức dễ tan. Như vậy thì mình có thể hòa tan được 1 gram iốt chỉ với 100ml nước thôi. Nhưng mà các anh chị phải bổ sung vô 2 gram kali iodid nữa ha. Dung dịch lugol còn gọi là dung dịch iốt 1%. Do đó bắt buộc phải hòa tan hết 1 gram iốt trong vừa đủ 100ml nước. Tuy nhiên phương pháp này nó có một cái phạm vi ứng dụng khá là hẹp. Lý do là sao?
Người ta yêu cầu là phức này vẫn phải duy trì nguyên vẹn tác dụng sinh học như ban đầu. Thì điều này là một điều cực kỳ khó. Như trường hợp của KI3 thì tính chất dược lý của nó cũng vẫn giống như Y2 thôi, thì người ta có thể dùng để làm thuốc. Nhưng đa số các chất thì sau khi tẩu phức thường là tác dụng sinh học của nó sẽ không còn giữ nguyên vẹn nữa. Chỉ những cái nào mà giữ nguyên vẹn được thì chúng ta mới có thể áp dụng phương pháp tạo dựng chất dễ tan này để làm thuốc thôi ha. Rồi phương pháp thứ hai cũng là một phương pháp phổ biến mà hồi nãy chúng ta cũng đã đề cập rồi đó. Chúng ta sử dụng chất trung gian thân nước. Sự hiện diện của các chất khác trong năm ý mà ảnh hưởng đến độ tan hồi nãy đó, ha. Rồi chất trung gian thân nước là sao? Trong trường hợp của caffeine nè, các anh chị nhìn qua công thức cấu tạo của caffeine ha. Công thức cấu tạo của nước là H2O, còn của caffeine thì nó như vậy. Tuy là nó vẫn có những nhóm chất thân nước, tuy nhiên cái phần thân dầu của nó hơi trội hơn. Do đó khi các anh chị cho vào nước đó, thì caffeine nó cần đến 50ml nước mới hòa tan hết 1g rồi. Thì nó thuộc vào cái phân loại là gì các anh chị? 50ml nước thì nó thuộc phân loại gì? Coi lại xem. Hơi tan thôi ha. Đó, bây giờ mình muốn tăng khả năng tan của nó lên thì chúng ta sẽ dùng một cái chất để làm cầu nối giữa caffeine và nước. Chất cầu nối đó sẽ có cái phần giống như caffeine và có cái phần phân cực để có thể giống với nước. Thì natri benzoat nó thỏa được cái tính chất đó. Nó giống như một cái cây cầu, nó bắt giữa caffeine và bắt đầu bên kia là nước ha, chất trung gian thân nước. Đó là lý do tại sao khi chúng ta cho thêm natri benzoat thì caffeine nó có thể tan trong nước được với một lượng nhiều hơn. Tương tự dùng acid citric thì hòa tan được canxi glycerol phosphate ha. Kinin thì nãy chúng ta nói rồi, dùng anhydrin hoặc là uretan. Phương pháp này cũng khá là phổ biến trong cái quá trình chúng ta làm thuốc đó. Phương pháp thứ ba dùng hỗn hợp dung môi. Phương pháp này cũng được ứng dụng nhiều ha. Ví dụ như chloramphenicol nè, hồi nãy mình nói nó làm sao nó khó tan trong nước. Rồi bây giờ chúng ta phối hợp một phần glycerin vô. Chloramphenicol thì nó dễ tan trong glycerin, nên nếu như chúng ta sử dụng hỗn hợp nước glycerin thì mình có thể hòa tan được chloramphenicol này. Tuy nhiên thì phương pháp này không thể dùng để làm chloramphenicol nhỏ mắt được nha các anh chị, tại vì glycerin nó kích ứng niêm mạc mắt đó. Nhưng mà nếu như các anh chị dùng đường khác thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng. Phương pháp thứ tư là hòa tan bằng chất diện hoạt. Chất diện hoạt hay còn gọi là chất hoạt động bề mặt. Diện là mặt nè, hoạt là hoạt động nè. Và nguyên tắc hòa tan đặc biệt bằng chất diện hoạt là chúng ta sẽ tạo ra các micelle. Hồi nãy cái phần đầu ngay chỗ dung dịch giả, dung dịch keo á, mình có đề cập micelle nó là cái gì rồi ha. Nhưng mà trước hết thì ở đây cô muốn các anh chị xem lại cấu trúc của chất diện hoạt. Các chất diện hoạt nó sẽ có hai phần. Ví dụ như ở đây, cái đầu bên đây nè, thân nước nè. Một cái đầu thân nước và một cái đuôi thân dầu. Người ta ký hiệu đơn giản thì vậy, một cái đầu tròn là thân nước, một cái đuôi dài là thân dầu ha. Cái đuôi thân dầu ở phía sau á, thường là mạch hydrocarbon dài. Thì khi chúng ta cho những chất này vào trong một cái hỗn hợp hai pha dầu nước, các anh chị hình dung bây giờ mình có một cái cốc đỡ trước mặt ha. Mình đổ nửa cốc nước rồi, nửa còn lại mình cho dầu ăn lên phía trên. Thì dầu và nước á, nó sẽ không có trộn lẫn với nhau được mà nó tách thành hai lớp. Nó sẽ có một cái mặt phân chia giữa dầu với nước. Mình hình dung được cái mặt đó không? Rồi giờ mình tạm nhìn đây đi ha. Ở dưới này màu xanh là nước, còn phía trên này màu trắng là dầu ha. Có cái mặt phân cách ra nè. Thì khi các anh chị cho các phân tử chất diện hoạt vô, nó sẽ nằm ở trên mặt phân cách này. Mình cho vô mình khuấy cỡ nào chăng nữa thì lát nữa nó cũng sẽ tìm cách nó lên đây, nó tập hợp ở trên đây. Tại vì sao? Cái đuôi thân dầu của nó không có nằm ở trong nước được, chỉ có cái đầu thân nước mới nằm trong nước được thôi. Nên cái phần đuôi thân dầu á, nó sẽ phải nằm ở trong pha dầu. Vậy thì cái vị trí có mặt của chất diện hoạt là ở đâu? Là nằm ở mặt phân cách giữa hai pha dầu và pha nước, nên người ta còn gọi nó là chất hoạt động bề mặt. Và mình hiểu bề mặt đây là bề mặt phân cách ha. Còn này, đầu thân nước nằm bên pha nước, đuôi thân dầu nằm bên pha dầu nè. Còn micelle là cái gì thì bây giờ các anh chị cũng nhìn lại hình này. Nhưng
Nếu như trong cốc của mình bây giờ chỉ có nước, chỉ có một mình nước thôi, không có dầu, thì ở phía trên này là không khí đúng không? Khi chúng ta cho chất diện hoạt vào trong thì cái đuôi thân dầu nó cũng không thể nằm trong nước được, mà nó sẽ đưa ra cái phần không khí ở phía trên giống như vậy. Khi các anh chị tăng lượng chất diện hoạt lên ở trên cái mặt phân cách này nó hết chỗ, thì bắt buộc những cái phân tử chất diện hoạt còn dư á nó phải nằm ở bên dưới thôi. Mà nằm bên dưới thì cái đuôi thân dầu này nó cũng không có gặp nước được, nên tự nó sẽ quay những cái đuôi thân dầu này lại với nhau để nó giấu đi, nó tránh nước ra, nó kỵ nước mà. Thì chúng ta sẽ thu được những cái khối cầu. Những cái khối cầu này nó giống như là một cái túi vậy đó các anh chị, hoặc là một cái viên nang vậy đó, mà nó nhỏ. Các anh chị hình dung ngoài nó có cái vỏ, bên trong nó có cái ruột đó. Cái vỏ bên ngoài á được tạo ra bởi những cái đầu thân nước, và cái ruột ở bên trong á là tạo ra bởi những cái đuôi thân dầu. Và nếu như phân tử tinh dầu đi, tinh dầu không phân cực đúng không, thì cái phân tử tinh dầu đó nó sẽ nằm trong cái lõi của micelle này. Anh chị hình dung được không? Chúng ta hiểu micelle là gì? Là một cái khối cầu, một cái túi được tạo ra bởi chất diện hoạt. Và để có thể tạo được micelle thì mình phải dùng chất diện hoạt ở nồng độ cao hơn so với nồng độ micelle tới hạn. Đây là nồng độ micelle tới hạn, nghĩa là hết chỗ ở trên rồi. Mình dùng nồng độ cao hơn nồng độ micelle tới hạn thì nó mới tạo được micelle. Và khi tạo được micelle thì nó sẽ chứa được những cái chất không phân cực ở phía trong. Rồi chúng ta ứng dụng để làm gì? Ví dụ như ở đây, các anh chị cần hòa tan tinh dầu hồi vào trong nước, thì mình sử dụng thêm chất diện hoạt là trin 20. Và khi các anh chị cho trin 20 với lượng 20 gram này vô, thì nó sẽ đủ để tạo nên những cái túi micelle này. Và với cái quá trình phân tán đó, tinh dầu hồi sẽ được chia ra đến mức phân tử, và từng cái phân tử tinh dầu đó nó sẽ được gói ở bên trong cái túi micelle. Đó. Thì chúng ta có cái quá trình hòa tan đặc biệt bằng cách là sử dụng chất diện hoạt. Và dĩ nhiên nếu như so về kích thước thì cái micelle có chứa hoạt chất của mình á nó to hơn so với một phân tử nhỏ hoặc là một cái ion ha. Nên nếu như dung dịch các anh chị làm bằng phương pháp này thì chúng ta thu được dung dịch giả chứ không phải là dung dịch thật. Đó. Liên kết với cái phần đầu mà hồi nãy chúng ta đã nói. Đó. Thì đó là nội dung của bài đầu tiên của buổi học ngày hôm nay, chúng ta học về quá trình hòa tan. Các anh chị có thắc mắc gì về kỹ thuật hòa tan không? Có muốn cô nói lại chỗ nào không? À, vậy thì nói sơ lại ha. Mình có khái niệm hòa tan là gì nè, thành phần nè, gồm có chất tan và dung môi nè. Rồi dung môi thì có bao nhiêu loại nè, và để chất tan có thể hòa tan được trong dung môi thì mình cần có những thuộc những cái quy tắc nào, có những loại nồng độ nào, ý nghĩa của từng loại nồng độ, khái niệm về độ tan, khái niệm về hệ số tan nè, các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan, các phương pháp hòa tan đặc biệt. Những nội dung chính của bài số 1 ha. Và để lát nữa chúng ta có thể kịp tiến độ thì bây giờ mình sẽ học thêm một cái bài, một cái phần nhỏ nữa là kỹ thuật lọc, một kỹ thuật nữa ha. Cái này các anh chị cũng biết rồi nên cô cũng sẽ nói nhanh những cái điểm chủ yếu thôi. Lọc là thao tác cơ học để loại chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng hoặc chất khí khi cho hỗn hợp vừa rắn vừa lỏng này đi qua một loại vật liệu lọc phù hợp. Các anh chị đã từng lọc rất là nhiều lần rồi. Chúng ta sử dụng giấy lọc, chúng ta sử dụng bông. Để mình tách cái gì ra khỏi gì, ví dụ như mình học dược liệu thì mình chiết xong, các anh chị muốn lấy cái phần dịch chiết, mình muốn bỏ cái phần bã thì thường các anh chị lọc qua bông gòn hoặc là các anh chị lọc qua giấy lọc đúng không? Thì bông gòn hoặc là giấy lọc đó là vật liệu lọc ha, những cái vật liệu lọc. Và qua việc sử dụng những loại vật liệu lọc này, sử dụng vật liệu lọc này ha, thì chúng ta sẽ tách riêng ra được chất rắn khỏi chất lỏng, với mục đích là làm trong dung dịch thuốc. Dung dịch thuốc nó không trong, nó bị đục đục là do có chất rắn ở trong đấy. Giờ chúng ta loại chất rắn ra thì độ trong của dung dịch sẽ được tăng lên. Còn nếu như đối tượng mà các anh chị lọc bỏ đi á là vi sinh vật, ví dụ như vi khuẩn, thì qua thao tác lọc này chúng ta sẽ làm cho dung dịch của mình trở nên vô khuẩn, thì thao tác đó gọi là thao tác lọc vô khuẩn. Nguyên tắc lọc
theo hai cơ chế sàn và cơ chế hấp thụ. Bây giờ các anh chị nhìn qua hình này. Nếu như cái phần màu trắng trắng này đó là người ta đang vẽ một cái tờ giấy lọc đi ha. Tờ giấy lọc bình thường mình nhìn bằng mắt thường đó, chúng ta thấy gần như là nó phẳng, nó không có lỗ gì hết. Mà bây giờ người ta vẽ cái tờ giấy lọc ra nè. Khi người ta phóng to lên thì có những cái lỗ nhỏ, những cái đường nhỏ xíu để dịch lọc của mình có thể chảy qua được. Cơ chế sàn là sao? Các anh chị nhìn thấy những cái hạt màu xanh này ha. Nó to hơn so với kích thước của lỗ lọc, nên nó không thể nào đi qua lỗ lọc được. Cơ chế sàn sẽ loại các chất dựa vào kích thước của lỗ xốp. Và nó sẽ loại được những chất có kích thước lớn hơn so với lỗ xốp. Nhưng trên hình này các anh chị nhìn thấy là những cái hạt màu đỏ, tuy là kích thước của nó nhỏ hơn so với kích thước lỗ xốp, nhưng nó vẫn không qua được vật liệu lọc này. Thì những cái hạt màu đỏ này nó đang theo cơ chế số 2 là cơ chế hấp phụ. Yếu tố giữ lại những cái hạt màu đỏ này không phải là kích thước lỗ xốp nữa, mà là các lực hút tĩnh điện hoặc là những cái lực hấp phụ, những cái tương tác khác giữa chất rắn và vật liệu lọc của chúng ta. Như vậy thì với cơ chế hấp phụ, vật liệu lọc có thể giữ được những chất có kích thước nhỏ hơn so với kích thước của lỗ xốp. Đây chúng ta phân biệt ha. Cơ chế sàn thì giữ được những chất rắn lớn hơn lỗ xốp, còn cơ chế hấp phụ thì giữ được những chất có kích thước thậm chí là nhỏ hơn kích thước của lỗ xốp nữa. Trong quá trình lọc thì người ta luôn yêu cầu chúng ta là phải tiến hành lọc càng nhanh càng tốt. Tại vì khi các anh chị lọc là chất của chúng ta sẽ tiếp xúc với lại điều kiện môi trường ở bên ngoài, trong đó có không khí, có oxy nè, rồi có ánh sáng vân vân, rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính bền của hoạt chất. Và cũng để tăng năng suất thì người ta đều muốn các anh chị phải lọc càng nhanh càng tốt. Và tốc độ lọc sẽ được thể hiện qua phương trình sau đây: V bằng B nhân S nhân R mũ 4 nhân với B lớn trừ B nhỏ, tất cả chia cho 8 eta nhân với L. Trên đây có những cái hằng số, ví dụ như pi là 3,14 nè, và 8 thì hằng số chúng ta không có đề cập nữa. Chúng ta chỉ lưu ý đến những cái đại lượng còn lại thôi. Vậy thì qua phương trình tốc độ lọc này, chúng ta muốn tăng tốc độ lọc có nghĩa là mình phải tăng giá trị của V lên. Các bạn muốn tăng V thì mình sẽ phải tăng cái gì và giảm cái gì ha. Chúng ta nhìn vào đây và chúng ta phân tích tiếp. Anh chị nào có ý kiến nào không? Bây giờ mình muốn lọc nhanh thì các anh chị sẽ tác động vào yếu tố nào nè? Giảm độ nhớt. Giảm độ nhớt eta, đúng rồi. Như hồi chúng ta nói là khi mà mình lọc móng đúng không? Thì độ nhớt giảm, đúng một ý. Ngoài ra? Tăng diện tích. Tăng diện tích có nghĩa là mình sẽ dùng một cái phễu to với một cái tờ giấy lọc to hơn. Cũng đúng luôn. Còn gì nữa nè? Còn nhiều lắm. Độ dài mau quãng thì mình tăng hay mình giảm? Tăng độ dài mau quãng. Giờ mình đang muốn tăng hay giảm V mà mình đòi tăng độ dài mau quãng. Giảm độ dài mau quãng. Phải giảm độ dài mau quãng xuống chứ, giảm cái L này đi. Để giảm cái L thì giảm làm sao các anh chị? Đây, độ dài mau quãng là cái gì? Cái tờ giấy lọc của mình ha. Thì cái quãng đường di chuyển của dịch lọc là trên đây xuống đây. Đó. Nguyên cái đoạn này mình đo thì nó là ra L đó. Giờ các anh chị muốn giảm L đúng không? Có nghĩa là mình sẽ dùng một loại vật liệu lọc có cái bề dày, nó sao? Nó giảm đi. Mình dùng tờ giấy lọc mỏng hơn. Thì nó giảm được cái đoạn đường di chuyển qua cái tờ giấy lọc đó. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề gì? Rách. Nó dễ rách hơn, đúng rồi. Còn nếu như nãy mình nói là muốn tăng S, đồng ý là mình có thể tăng S được, nhưng mà tăng đâu có được nhiều. Ví dụ như giờ ở quy mô công nghiệp người ta cần lọc cả 100 lít, bây giờ mình dùng cái phễu khổng lồ nó cũng không có hiệu quả cho lắm. Còn tăng độ nhớt thì nó chỉ phù hợp với, giảm độ nhớt ha, thì nó chỉ phù hợp với những cái dung dịch mà độ nhớt nó cao thì mình đun lên nó giảm bớt xuống thôi. Còn giờ nếu nước muối mà các anh chị để nhiệt độ thường với nhiệt độ cao thì nó cũng y như nhau, cũng không ảnh hưởng nhiều. Vậy thì còn cái ý nào nữa nè? Trên lệch áp suất, độ trên áp suất. Độ trên áp suất. Như trước khi nói đến vấn đề độ trên áp suất thì còn một cái nữa, đó chính là cái gì?
Rồi. bán kính lỗ xốp. Bán kính lỗ xốp. Rồi mình coi là bán kính lỗ xốp luôn. Có nghĩa là giờ nếu như những cái khe hở này nó sao? Nó to thì tốc độ lọc nó sẽ làm sao? Nhanh. Nhanh. Nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng cái gì các anh chị? Cái dịch lọc thu được. Nó không có trong đúng không? Dịch Dạ. nó thu được, nó không có trong. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chỉ cần tăng chút xíu thôi, tăng kích thước này lên một chút xíu thôi, thì cái tốc độ lọc của mình nó cũng sẽ tăng nhiều á, tại vì cái ảnh hưởng của R là nó lên tới mũ 4 các anh chị. Nhưng mà giống như bạn hồi nãy nói đó, khi mình tăng như vậy thì cái hiệu quả lọc của chúng ta có thể là nó sẽ không đảm bảo. Nên thường á, thì người ta sẽ tác động vào chỗ này, các phương pháp lọc mà muốn tăng tốc độ á, thì người ta sẽ tìm cách để làm tăng chênh lệch áp suất giữa phía trên và phía dưới của bề mặt lọc. Thì là giờ mình muốn chảy nhanh hơn thì sao? Mình có thể tăng áp suất ở phía trên áp suất ở phía trên mình gọi là B lớn đó, còn áp suất ở phía dưới bề mặt lọc thì mình gọi là B nhỏ. Nếu cái chênh lệch áp suất này lớn thì dịch lọc nó sẽ chảy nhanh. Và trên thực tế người ta ứng dụng để ra được những cái phương pháp lọc do chênh lệch áp suất á, đây là lọc ở áp suất thường hả các anh chị, thì ở phía trên và ở phía dưới của tờ giấy lọc này nè, áp suất không khí nó đều là giống nhau hết. Và sở dĩ dịch lọc có thể chảy được là do độ cao của cột chất lỏng ở phía trong. Trong quá trình lọc thì độ cao của cột chất lỏng này càng ngày nó càng giảm xuống và dẫn đến việc là tốc độ lọc càng về sau nó càng chậm đi. Cô nói lại ha, ở phía trên tờ giấy lọc là B lớn, ở phía dưới là B nhỏ. Thì B lớn và B nhỏ nó khác nhau ở chỗ nào? Nó cùng là áp suất không khí thôi. Nhưng mà B lớn áp suất từ ở phía trên á thì nó sẽ có thêm cái độ cao của cột chất lỏng nữa là H. Còn áp suất không khí ở bên dưới thì nó chỉ có cái B nhỏ này thôi. Trong quá trình ta lọc cái H này càng ngày nó càng giảm, cho nên nếu như các anh chị lọc thường á, càng về sau dịch lọc nó sẽ càng chậm ha. Vậy thì giờ mình làm sao để mình cho cái chênh lệch B lớn trừ B nhỏ này là lớn nhất đây. Cái này là đối với lọc thường ha các anh chị, trường hợp này thôi nha. Còn ở đây là người ta đang làm gì trong cái hình này? Cái màng lọc là chỗ này nè. Bây giờ mình đẩy xuống, có nghĩa là các anh chị đang tác động vào B lớn hay B nhỏ? Lớn. B lớn, chúng ta đang tăng B lớn thì kỹ thuật này gọi là lọc áp suất cao nén từ bên trên. Còn ở cái bình này, đây là vật liệu lọc của chúng ta, chỗ trắng trắng nè. Và mình đang đưa cái bơm vô mình hút ra. Thì đây mình đang tác động vô cái gì? B nhỏ, chúng ta Bên đang nhỏ giảm B nhỏ. Đó. Ứng dụng trên thực tế của cái phương trình mà chúng ta vừa mới xem ha. Chúng ta có thể tăng tốc độ lọc bằng cách tăng S, tăng R. Tuy nhiên cái này là nó không thực tế và nó không có hiệu quả ha. À, cái mà áp dụng được trên thực tế là tăng chênh lệch giữa B lớn và B nhỏ bằng cách là chúng ta tăng B lớn hoặc là chúng ta giảm B nhỏ. Đối với những chất có độ nhớt cao thì mình có thể tăng nhiệt độ để giảm độ nhớt. Còn cái cách mà mình giảm L thì chúng ta cũng phải cân nhắc đến độ bền của màng lọc. Vậy thì có những loại vật liệu lọc nào? Ở đây người ta liệt kê cho chúng ta 7 loại. Xem qua thôi ha. Sợi cellulose, các chất hấp phụ kết tụ, chất dẻo, màng hữu cơ, nến lọc, thủy tinh xốp và chất phụ lọc. Loại vật liệu lọc phổ biến nhất mà các anh chị ai cũng từng dùng rồi, nó sẽ có bản chất là cellulose. Lấy từ sợi bông rồi hoặc là bột giấy đó, người ta ép ra được những cái tờ giấy lọc giống như ở đây. Giấy lọc thì cũng chia làm nhiều loại ha. Loại giấy lọc thông thường mà các anh chị thường sử dụng á thì nó có đường kính của lỗ xốp dao động từ 3 đến 7 micromet và nó thường dùng để lọc để làm trong dung dịch. Ví dụ như mình học hóa hoặc là mình học dược liệu á, mình có giấy lọc là loại này nè. Còn để lọc và siro, dầu thuốc là những chất mà có độ nhớt cao á. Độ nhớt cao là cái eta này nó cao nè, thì giờ mình phải tăng cái R này lên nó mới chảy được ha. Thì chúng ta thấy giấy lọc nó sẽ có đường kính lỗ xốp lớn hơn chút xíu. Còn trong hóa phân tích này khi mà nung tủa thì dùng cái loại giấy lọc không tro này rồi. Và trước khi sử dụng giấy lọc để lọc dung dịch nước thì thường người ta sẽ phải thấm ướt trước để ngăn những chất không phân cực đi qua. Ví dụ lát nữa chúng ta làm nước thơm á, thì để lọc bỏ cái phần tinh dầu chưa tan, giấy lọc sẽ được thấm bằng nước trước khi lọc. Như vậy thì dĩ nhiên là trong trường hợp các anh chị lọc dung dịch dầu thì chúng ta sẽ không cần phải thấm ướt trước. Nhưng mà cellulose này thì nó bị cái vấn đề gì? Nó không thể dùng để lọc những chất mà có tính oxy hóa mạnh được. Đúng không? Những chất có tính ăn mòn.
thì nó gặp cellulo nó sẽ ăn mòn hoặc nó oxy hóa cellulo luôn. Cho nên chúng ta cần những loại vật liệu lọc khác nữa ha các anh chị. Rồi đây là các kiểu xếp giấy lọc ha, chúng ta xem lại thôi. Loại vật liệu lọc thứ hai là chất hấp phụ kết tụ, thì đây là hỗn hợp trộn giữa cellulose với thạch miên. Thành phần của thạch miên là gồm có amiăng và magie silicate, trộn lại và người ta làm thành những cái tấm lọc để bên trong này nè, đó, từng cái tấm nhỏ như vậy. Thì nó sẽ có thêm một cái cơ chế là cơ chế hấp phụ nữa. Hồi nãy mình thấy là có hai cơ chế lọc, một là cơ chế gì, cơ chế sàn, và thứ hai là cơ chế hấp phụ. Với màng lọc cellulose cổ điển này thì nó chỉ theo cơ chế sàn ha. Còn với việc kết hợp thêm những cái chất hấp phụ kết tụ này thì nó có thêm cái cơ chế hấp phụ và tăng cái hiệu quả lọc lên. Tuy nhiên sau này á, thì người ta hạn chế việc sử dụng amiăng, bởi vì có nhiều nghiên cứu cho thấy là bụi amiăng khi hít phải thì nó có nguy cơ gây ung thư. Và các anh chị đang nhìn thấy những màng lọc được làm bằng sợi dẻo. Mới nhìn mình nhìn thấy nó giống như vải đúng không? Nhưng mà nó được làm bằng không phải là sợi bông ha, mà là những cái sợi tổng hợp hóa học. Giống như khi mà mình mua quần áo vậy đó, có loại 100% cô tông là làm từ cellulose á, và cũng có những loại làm từ polyester đúng không? Người ta có ghi thành phần đó là mấy phần trăm cô tông, mấy phần trăm PE này như vậy ha. Và khi các anh chị so sánh giữa cô tông và PE thì chúng ta thấy rõ ràng là PE cái tính bền của nó tốt hơn, nó ít bị rách hơn. Nhưng mà dĩ nhiên cô tông thì nó hút mồ hôi tốt hơn. Còn bây giờ chúng ta đang nói đến vấn đề lọc, thì với những loại sợi bằng chất dẻo này nó có thể tăng được cái khả năng tăng được cái tính bền của vật liệu lọc. Những cái chất nào mà không lọc bằng lọc cellulose hồi nãy thì mình có thể chuyển qua mình lọc bằng cái lọc chất dẻo này ha. Rồi bây giờ thì các anh chị sẽ tìm hiểu về một loại màng mà ứng dụng khá nhiều trong ngành dược của chúng ta, đó là màng hữu cơ. Tại sao gọi là màng hữu cơ? Tại vì nó cũng xuất phát từ bản chất ban đầu là cellulose, tuy nhiên nó có gắn thêm những nhóm chất khác để tăng cái tính bền của cellulose lên. Ví dụ như chúng ta có màng millibore là ester cellulose, màng sartorius là nitrat cellulose và màng gelman là triacetate cellulose. Những loại màng này nó có tính chất rất là đặc biệt ha các anh chị. Ví dụ như mình xem màng millibore trước đi. Đây là màng millibore nè. Cái phần nhựa ở ngoài á không phải là cái màng nha, cái màng nó chỉ là một cái miếng giấy, tạm gọi là miếng giấy thì nhỏ xíu, màu trắng nằm ở phía trong cái khung nhựa này thôi, nó nằm ở giữa đây nè, nó có một cái màng giấy nhỏ xíu trong đấy. Và đổ xốp trên cái màng của mình. Đối với loại millibore thường nó sẽ dao động từ 0.22 đến 0.45 micromet. Chúng ta so sánh với là giấy lọc cellulose hồi nãy, chúng ta thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn. Đúng không? Với loại màng này thì lỗ xốp nó nhỏ hơn. Như vậy thì cái mật độ lỗ xốp nó sẽ nhiều hơn. Cái lỗ nhiều thì cái số lượng lỗ trên một đơn vị diện tích nó sẽ nhiều. Đó là lý do người ta dám khẳng định là loại màng này nó có độ xốp cao. Có nghĩa là cái số lượng khoảng trống ở trong đó nó nhiều. Độ xốp cao nên hiệu quả lọc dĩ nhiên nó sẽ tăng ha các anh chị. Rồi thứ hai, nó là cellulose đã được biến tính nên nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều bởi độ ẩm. Các anh chị có thể hấp tiệt khuẩn nó trước khi sử dụng, tiệt khuẩn được bằng nhiệt ẩm. Tuy nhiên nó mỏng và nó dễ bị vỡ. Tại sao người ta lại nói cái ý này? Lỗ lọc quá nhỏ như thế này thì các anh chị không thể nào mà mình lọc với phễu lọc bình thường được. Các anh chị phải lọc bằng cách là chain áp. Chain áp thì chênh lệch áp suất giữa phía trên và phía dưới lớn nè. Màng này thì mỏng nên nó dễ bị bể. Đó là lý do tại sao bên ngoài người ta sẽ gắn thêm một cái khung nhựa nữa ha, để trợ lực cho nó. Và ứng dụng để lọc ra các dung dịch có độ trong cao, hoặc là để lọc vô trùng theo cơ chế là sàn. Các anh chị để ý con số này ha. Nếu như màng millibore có kích thước lỗ xốp bé hơn hoặc bằng 0.22 micromet, kích thước này có thể giữ được vi khuẩn ở phía trên và vi khuẩn không thể chui qua được. Đó, ở trên này, ví dụ như trên này có vi khuẩn, lọc qua đây ở dưới này là hết vi khuẩn. Nhưng lưu ý ha, bản thân cái màng lọc phải được hấp vi khuẩn trước. Và môi trường không khí xung quanh nè, cũng phải là môi trường vô trùng luôn. Chứ còn nếu như môi trường không khí xung quanh mà có vi khuẩn là nó sẽ bị tái nhiễm. Chúng ta nhớ điều đó. Lọc trong thì
lớn hơn 0,22, còn bé hoặc bằng 0,22 micromet thì các anh chị sẽ áp dụng để lọc vô khuẩn nha. Tiếp theo chúng ta xem một loại vật liệu lọc nữa, đó là nến lọc. Nến lọc được làm bằng cách là người ta lấy kaolin á. Kaolin là một loại đất sét đó các anh chị, trộn với những cái chất hữu cơ khác thành một cái hỗn hợp. Sau đấy thì mình cho vào lò mình nung, nung ra mình được một loại nó giống như là gốm vậy đấy. Nhưng mà kaolin thì nó còn những cái chất hữu cơ ban đầu các anh chị trộn vô á, sau quá trình nung. Chất hữu cơ là CXHIOZ đúng không? Mình nung ở nhiệt độ cao thì nó thành cái gì? Nó thành CO2, nó thành nước, nó bay hết ra ngoài. Vậy thì trong cái khối mình tạm gọi là cái khối đất sét đi, nó sẽ còn những cái lỗ siêu nhỏ ở trong đấy. Những cái lỗ siêu nhỏ đấy nó sẽ là chỗ để dịch lọc của mình chảy qua. Và cơ chế của loại nến lọc này là cơ chế hấp phụ ha các anh chị. Và vì là cơ chế hấp phụ cho nên chỉ cần lỗ xốp 0,8 micromet là có thể dùng để lọc vô trùng rồi, còn lọc trong thì lỗ xốp nó có thể to hơn. Đó. Màng L là ký hiệu của màng nến lọc ha. Nó có nhiều số dường như L2, L5, L11. Và cái mình đang đề cập mà có thể dùng để lọc vô trùng được là L11, tương ứng với lỗ xốp là 0,8 micromet. Tuy là nó lớn hơn cái kích thước 0,22 hồi nãy, nhưng vì cơ chế là cơ chế hấp phụ nên vẫn có thể giữ được vi sinh vật ở bên trong cái cục lọc này. Màng lọc mà các anh chị đang nhìn thấy là màng lọc thủy tinh xốp. Thủy tinh xốp ký hiệu là chữ G, tiếng Anh là glass, glass ha. Thì chúng ta có nhiều loại G1, G2, G3, G4, G5 tương ứng với các cái lỗ xốp khác nhau. Và bây giờ chúng ta đang nhìn thấy một cái màng thủy tinh xốp nè, người ta sẽ gắn nó vào thủy tinh nó thành một cái phễu giống như vậy. Và nếu chúng ta quan sát với kính hiển vi á thì nó rất là xốp. Nó giống như là sơ mướp vậy các anh chị. Giờ mình hình dung ha, một cái chất rắn mà nó muốn xuyên qua cái màng này là nó phải trải qua từng tầng lớp những cái sợi thủy tinh giống như vậy. Đó là lý do dù màng G5 có kích thước lỗ xốp lên đến 1,5 micromet, người ta vẫn có thể sử dụng màng G5 này để lọc tiệt khuẩn được, tại vì cơ chế của nó là cơ chế hấp phụ. Rồi như vậy thì qua phần này cô muốn các anh chị biết được là chúng ta có những loại vật liệu lọc nào có thể sử dụng để lọc thuốc ha, và những loại màng lọc nào chúng ta có thể dùng để lọc vô khuẩn. Rồi điểm lại coi, millibore kích thước bé hoặc bằng 0,22 micromet nè, nến lọc L11 nè, và thủy tinh xốp G5. Rồi, ngoài ra trong một số trường hợp thì mình có thể dùng thêm các loại chất phụ lọc, ví dụ như cái chất lỏng ban đầu của mình có quá nhiều tủa, có quá nhiều chất rắn, bây giờ mà mình đổ trực tiếp lên tờ giấy lọc á thì những cái tủa đó nó sẽ bít, nó bít tờ giấy lọc luôn, mình không có lọc được, nó bít hết mấy cái lỗ xốp rồi. Thì mình sẽ lấy những cái chất phụ lọc này mình cho vào trong cái chất lỏng đó trước, những cái tủa, những cái cặn, những cái bẩn đó nó sẽ bám lên chất phụ lọc, và khi chúng ta lọc thì mình chỉ lọc cái phần trong hơn ở phía trên, đã được loại bớt cái phần tủa ở phía dưới rồi. Thì những chất phụ lọc ví dụ như bột than, kaolin, amian hoặc là bột giấy, có nghĩa là giấy lọc các anh chị xay nhỏ ra đó mình cho vô, thì những cái chất bẩn nó bám hết và nó nằm ở dưới đáy ha. Rồi sau đó thì mình sẽ lọc cái phần ở trên nó được nhanh hơn. Tuy nhiên lưu ý, với cách làm này các anh chị phải cân nhắc xem là chất phụ lọc đó chúng ta cho vô nó có ảnh hưởng đến hàm lượng hoạt chất trong thuốc của mình hay không. Đặc biệt là bột than đó. Bột than thì dĩ nhiên là nó hấp phụ chất rồi đúng không các anh chị? Chỉ dùng cho các loại nguyên liệu thôi ha. Chứ còn nếu như trong công thức của mình đã có thuốc hay có hoạt chất, mình cho bột than vô là hàm lượng nó sẽ bị giảm xuống đó. Và các phương pháp lọc như nãy chúng ta nói, chúng ta có thể lọc thông thường là do trên là áp suất thủy tĩnh. Áp suất thủy tĩnh là cái H này nè các anh chị ha. Hoặc là chúng ta lọc có trên là áp suất qua kỹ thuật lọc áp suất giảm hoặc lọc áp suất cao. Phương pháp đơn giản nhất là phương pháp lọc với áp suất thường. Nó không cần những cái thiết bị phức tạp khác. Tuy nhiên nó bị nhược điểm là cái gì? Trên áp thấp quá cho nên tốc độ lọc nó sẽ thấp, lưu lượng lọc chậm. Và vì lưu lượng lọc chậm nên chỉ có thể sử dụng những loại màng lọc có lỗ xốp lớn. Dịch lọc thu được nó sẽ không có độ trong cao và dĩ nhiên cũng không thể nào lọc với những màng lọc tiệt khuẩn được. Và để có thể sử dụng được những màng lọc có lỗ xốp nhỏ, bắt buộc chúng ta phải tạo chênh lệch áp suất giữa trên và dưới của màng lọc bằng cách là lọc dưới áp suất cao hoặc lọc áp suất giảm. Nếu lọc áp suất cao thì mình sẽ dùng lực nén từ phía trên xuống, lực nén tạo ra bởi lực cơ học giống như hình này, hoặc là chúng ta dùng khí nén.
Còn nếu như lọc áp suất giảm thì các anh chị sẽ tạo một cái hệ thống hút chân không từ phía dưới ha. Áp dụng cũng giống như cái kia, màng lọc nhỏ lọc được và lưu lượng lọc lớn, dễ sử dụng hơn so với phương pháp lọc áp suất cao nén từ bên trên. Áp suất giảm thì thường sử dụng phổ biến hơn. Và sau khi lọc xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại chất lượng của dịch lọc. Mục đích của quá trình lọc là làm trong, nên bắt buộc là dịch lọc phải trong suốt. Rồi, lọc xong không được mất hoạt chất nha. Không có sự hấp phụ của hoạt chất trên bề mặt lọc, không nhả tạp vào dịch lọc. Vậy làm sao biết là có hấp phụ hoạt chất hay không? Thì chúng ta sẽ định lượng trước và sau khi lọc. Nếu như sau khi lọc mà hàm lượng hoạt chất bị giảm, có nghĩa là đã có sự hấp phụ, thì quá trình lọc đó nó chưa đảm bảo, chúng ta phải khắc phục lại. Ý thứ ba là không nhả tạp vào dịch lọc, có nghĩa là các anh chị phải vệ sinh hệ thống lọc của mình. Chúng ta phải chọn loại vật liệu lọc phù hợp để tránh nhả tạp vô. Như bài hôm trước mình học đó, là chúng ta kiểm soát nguyên liệu, không được có tạp. Bây giờ mình pha chế xong cho vô một cái màng lọc, màng lọc nhả tạp vô là không được ha. Rồi, như vậy là chúng ta vừa mới học xong hai bài đầu tiên của chương 2 là bài kỹ thuật cơ bản ha. Và cô cũng nói luôn, sở dĩ cô nói kỹ về chương này vì nó sẽ liên quan rất nhiều với những cái chương phía sau mà chúng ta sẽ học. Và mình cũng sẽ kiểm tra chương này luôn ha các anh chị. Có gì thắc mắc thì mình có thể hỏi ha. Nếu không thắc mắc thì tạm thời chúng ta giải lao đi. Lớp mình giải lao khoảng 15 phút. Bây giờ là 9 giờ 18, coi như 20 đi ha. Thì mình sẽ nghỉ đến 9 giờ 35 phút chúng ta bắt đầu trở lại.